nhưng không biết vì sao trong lòng hắn cũng không bao nhiêu vui sướng ánh mắt hắn hướng tới xa xa nhìn phía xa sâu thẳm không biết phần cuối âm thầm nắm chặt nắm đấm chiến đấu chỉ vừa mới bắt đầu bỗng nhiên hắn nhẹ hô một tiếng quay mặt ánh mắt hướng tới ngoài thành tử khí thật nồng nơi đó có một lũ tử khí nồng đậm tăng lên với tốc độ kinh người vị trí kia đường thiên rất nhanh phản ứng lại là hứa diệp vị trí kia như mở ra cánh cửa thông tới địa ngục tử khí cuộn trào mãnh liệt dâng lên điên cuồng mà tràn ra ngoài tử khí càng lúc càng nồng đậm điên cuồng tăng vọt đường thiên đang muốn tiến lên quan sát bỗng nhiên thân hình hắn đột nhiên ngừng lại con ngươi co rụt lại vẻ mặt kinh hãi oanh một cột lửa màu đen vụt lên hương về phía chân trời mà lao tới hình tròn sóng khí lan tràn kèm theo tử khí nồng đậm quét ngang toàn bộ tiêm phong thành tiêm phong thành mốt mảnh yên tĩnh yên tĩnh lúc này ngay cả cây kim rơi trên mặt đất liền có thể nghe được mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng như ngày tận thế trước mắt mặt bọn họ dần tái nhạt trong mắt hiện lên tuyệt vọng và sợ hãi tiêm phong thành phải diệt vong sao tử khí đơn thuần mang theo khí tức tử vong trừ những gia hỏa tu luyện tử vong pháp tắc người bình thường đều sẽ theo bản năng không thể chấp nhận khí tức này quỳ gối trên mặt đất trong lòng phủ chính chi hoảng sợ vô cùng tử khí nồng đậm như thế dâng trào hắn đột nhiên liên tưởng đến một kiện bảo vật tử vong ban chỉ vô cực trí bảo của tử vong pháp tắc sắc mặt tiêu hàm quang đại biến không kém phủ chính chi hắn cũng nghĩ đến tử vong ban chỉ đó là đường thiên chăm chú nhìn cột lửa màu đen phóng lên cao tử khí cuộn trào mãnh liệt dâng lên nồng đậm gần giống như thực chất trong lòng hắn nghiêm túc cảnh tượng đáng sợ trước mắt khiến hắn nhớ tới hà tâm nhớ tới cảnh tượng đáng sợ khi cánh cửa thông tới địa ngục mở ra tử vong ban chỉ sao trong lòng đường thiên nhảy lên không phải là mình đem tử vong ban chỉ đưa cho hứa diệp sao không phải hứa diệp áp chế không được bị nó phản phệ đấy chứ đáng chết hắn hối hận hắn không có nghĩ đến tử vong ban chỉ lại lợi hại như thế lúc trước đối với bảo vật ở tội vực hắn không có suy nghĩ nhiều lắm đối với người đã nhìn quen bí bảo hồn bảo như hắn mà nói những bảo vật tội vực này ngoại trừ bản thân tài liệu ra không có gì đáng giá để nhắc tới nhưng một màn trước mắt lại khiến đường thiên lần đầu tiên cẩn thận đánh giá bảo vật tội vực hắn nghi ngờ hà tâm có thể thi triển một chiêu sau cùng kia cùng tử vong ban chỉ có liên quan đường thiên cố gắng lao lên cứu hứa diệp hắn xuất thủ không những không thể trợ giúp hứa diệp trái lại sẽ hại hắn hứa diệp lúc trước gặp mặt đã bị thương nặng sinh cơ bị ăn mòn giống như một phòng tuyến tràn ngập lỗ hồng căn bản không cách nào ngăn cản tử khí nồng đậm như vậy thân thể hứa diệp đã hoàn toàn bị tử khí chiếm cứ nếu như là người khác đã hóa thành một cái thi thể từ lâu cuối cùng bị hắc viêm thôn phệ mất nhưng đường thiên biết hứa diệp còn một tia sinh cơ một tia sinh cơ gần như bằng không bởi vì hứa diệp tu luyện chính là sinh tử pháp tắc chỉ có hắn mới có được một tia sinh cơ đáng quý này sinh tử tựa như quang ảnh lại giống hai mặt phải trái của đồng tiền luôn luôn như hình với bóng không tồn tại đơn lẻ dù cho tu luyện tử vong pháp tắc cũng không cách nào đem sinh cơ hoàn toàn loại trừ bọn họ chỉ là đem thủ đoạn đặc thù mà áp chế sinh cơ khiến tử khí càng thêm nổi bật hứa diệp tu luyện chính là sinh tử pháp tắc nếu hắn có thể bên trong tử khí vô tận này tìm được sinh cơ hắn sẽ có cơ hội tồn tại từ lý luận đó mà nói từ khí nồng đậm nhất sẽ ẩn chưa đựng sinh cơ tinh thuần nhất giống như phía dưới ánh sáng mạnh nhất mới là bóng dâm thâm trầm nhất chỉ cần tìm đến đoàn sinh cơ này hứa diệp tu luyện sinh tử pháp tác có thể đủ đem từ khí nồng đậm hóa thành dưỡng chất tầm bổ đoàn sinh cơ này làm cho chúng không ngừng lớn mạnh thời khắc sinh tử biến hóa thâm ảo khó dò ngoại trừ bản thân hứa diệp không ai có thể cứu hắn đường thiên chỉ có cưỡng ép đè xuống rung động trong lòng cán chặt môi hứa diệp nhất định phải sống sót à hắn không nhìn tù binh quỳ gối phía dưới mà nhìn chằm chằm cột lửa màu đen đáng sợ kia màu đen sóng khí do từng lớp tử khí tích tụ thành giống như sóng biển không ngừng mà quét ngang trên không tiêm phong thành mặt quỷ trên bầu trời như đá ngầm không chút động đậy mặc cho sóng khí màu đen đánh vào trên người hắn giống như không có cảm giác đám người phía dưới càng thêm kính nể tử vong là pháp tắc khiến người sợ hãi tử khí nồng đậm như thế nếu không có phòng hộ sinh cơ sẽ không ngừng bị tàn phá duy nhất chỉ có tiêu hàm quang ngẩng mặt lên dị sắc trong mắt hắn liên tục lóe lên hắn có thể cảm thụ được mặt quỷ trên bầu trời được một đoàn khí tức tĩnh mịch ở xa bao vây từ khí nồng đậm lao lên lại không chấn động được đoàn khí tức này chút nào thiên ma lục ấn mặt quỷ tu luyện thiên ma lục ấn chân chính trên bầu trời ánh mắt đường thiên bỗng nhiên sáng lên toàn thân vương tháp được chế tạo bằng hoàng kim dài 25 mươi trượng rộng 25 mươi trượng hình như kim tự tháp 108 bậc xếp chồng mà lên trên mỗi một bậc có điêu khắc phi cầm tẩu thú cùng anh hùng truyền lưu rộng khắp ở dã nhân châu theo bậc cấp mà lên chỗ cao nhất vương tháp là một bãi đất dài rộng chừng ba trượng bãi đất cũng không có sắp đặt nhiều chỉ có một cái ghế chiếc ghế này gắn liền một khối với vương tháp phủ vài nhung thiên nga mềm mại lưng ghế rộng lớn như một mặt tường khảm vô số bảo thạch trói lóa mắt mỗi một bảo thạch đại biểu cho một khoảng ngôi sao cùng nhau tạo thành dã nhân châu tinh không thể hình kinh người Vương Tháp do 36 vị cường giả giã nhân châu khiêng vai mà đi, trên cơ thể ở trần của họ, cơ bắp cuồn cuộn, thở nhẹ nhàng, tốc độ nhanh hơn tuấn mã. Thượng quan Thiên Huệ an tĩnh ngồi ở trên vương tọa cao ngất, ánh mắt nàng đào qua đám người bái phục trên mặt đất xa xa, nàng biết rõ, đây lại là một bộ lạc quy thuận, nơi vương tháp của nàng đi qua, bộ lạc địa phương, đa số đều sẽ quy thuận. Không quy thuận, đều bị đánh bại. Nói thật là vẻ uy nghiêm trang trọng của vương tháp không dễ chịu chút nào, nàng rất ghét bộ dáng này nó khiến nàng cảm thấy mình chỉ là vật biểu tượng cho quyền lực nhưng nàng hiểu rõ nếu muốn tìm được đường thiên sớm hơn một chút thì chỉ có cách này đi tới nam vực trước tiên cần phải đi qua nam dã nhân châu có nghĩa nàng cần phải đi qua toàn bộ dã nhân châu dã nhân châu chưa bao giờ yên bình nơi đây tràn ngập chiến tranh và giết chóc anh tiên vương miệng chiếu ra quầng sáng nhẹ nhàng như tấm lụa mỏng bao phủ lấy vương tọa ngăn cản gió tuyết tại dã nhân châu đại quân phía trước giống như thủy triều uyển chuyển tiến bước tiểu man bay lên trên vương tháp thi lễ tiểu thư đây là tin tức thu được về nam minh khổ cực rồi thượng quan thiên huệ mỉm cười tiếp lấy cẩn thận xem qua một lượt dã nhân châu rất ít liên hệ cùng bên ngoài cũng may thế lực thượng quan thiên huệ không còn như xưa nàng đã an bài cao thủ do thám tình hình khắp nơi đặc biệt về nam minh quang minh châu xâm lấn nam vực đã không phải tin tức mới nhưng tình hình chiến đấu kịch liệt luôn khiến người khác phải để ý thiên ca ca đang ở thế hạ phong rất nhanh không hổ là nữ chiến thần thượng quan thiên huệ liền đưa ra phán đoán chuẩn xác về tình thế theo như bố trí phòng tuyến thiên ca ca có võ tướng rất lợi hạ nhưng lực lượng song phương chênh lệch quá lớn quang minh châu tạm đại hổ tướng đều là hạng lão luyện ba cánh quân lớn như mũi tên sắc bén lao thẳng tới thương châu thượng quan thiên huệ vừa xem liền nhận ra điểm mấu chốt trong đó thương châu đã trở thành nặng của nam minh nếu không phải cố thủ thương châu nam vực rộng lớn như vậy thiên ca ca có thể rút quân tránh đi nhưng ý nghĩa về mặt chiến lược của Thương Châu đã được tính toán là không thể bỏ được. Cũng vì lý do đó mà những phòng tuyến trùng trùng điệp điệp đang được dựng lên. Trong lòng Thượng quan Thiên Huệ thầm khen, bố trí phòng thủ rất tinh tế, trong giả có thật, rất khó nhận ra. Nàng nhìn ra được vài chỗ rất có khả năng là cạm bẫy, mà cạm bẫy như vậy sẽ để cho Quang Minh Châu lĩnh đủ. Nhưng nàng cũng hiểu rõ bằng vào phòng thủ như vậy không thể giữ được Thương Châu. Cuộc chiến này đối với Quang Minh Châu vô cùng quan trọng, một chút thương vong kia chưa đủ cho bọn họ lui quân bởi vì quang minh châu đã không còn đường lui nếu cuộc chiến này thất bại thanh thế tại nam vực của đường thiên sẽ tăng cao ngất ngưỡng, nam minh lúc đó sẽ thống nhất nam vực một cách dễ dàng ngược lại đối với quang minh châu sẽ cực kỳ tồi tệ làm sao có thể giúp được thiên ca ca thượng quan thiên huệ mở bản đồ giã nhân châu ngón tay lướt qua trên bản đồ giã nhân châu rộng lớn mỗi một phút ngón tay là ngàn dặm ánh mắt nàng nhìn thẳng vào vĩ xã quan châu Chấn giữ nơi đó là quang minh châu đệ nhất hổ tướng, Mục Chi Hà. Nàng bỗng nhiên mở miệng, tiểu man, phân phó thuộc hạ thu thập tin tức về vĩ giã quan châu, còn có hành động của Mục Chi Hà mấy năm nay, càng cẩn thận càng tốt. Tiểu man đáp lời rồi vội vã rời đi. Thượng quan thiên huệ hít sâu một hơi, lại phải làm việc bận rộn rồi. Bây giờ đại quân của nàng, không chỉ có Sơn Thiết Vương Triều cùng Bắc Tuyết Vương Triều, đương nhiên, hiện tại đã không phải hai đại Vương Triều, chỉ có anh tiên Vương Triều, được phân ra là sơn thiết bộ và bắc tuyết bộ bắc địa song hùng bây giờ là hai bộ lớn nhất của anh tiên vương triều trung thành và tận tâm vương tháp là lời khẩn cầu của hai bộ họ nhìn thấy được ánh sáng ánh sánh của việc thống nhất xã nhân châu ý nghĩ này vừa này sinh liền không thể ngăn cản mà điên cuồng lan tràn bây giờ khẩu hiệu thống nhất xã nhân châu của tướng sĩ phía dưới đã ngày càng được dâng cao mục tiêu chưa từng có ai thực hiện chỉ riêng điểm này đủ để bọn họ nhiệt huyết sôi trào điên cuồng đó còn là dã tâm ẩn sâu trong suy nghĩ của các cường già mỗi người dân anh tiên vương triều ư không ai để ý tên này chỉ cần vương thượng thích là được bọn họ đã quyết tâm dã nhân châu từ nay về sau chỉ có duy nhất một vương triều anh tiên vương triều thời đại của giết chóc và hỗn loạn sẽ kết thúc từ đây chắc chắc sẽ kết thúc từ bọn họ vương thượng chính là tất cả hy vọng của bọn họ thượng quan thiên huệ biết rõ mong mỏi của người dưới tâm tư của tướng sĩ nàng không từ chối mà dễ dàng chấp nhận nó trở thành sứ mạng của nàng tuy rằng trong suy nghĩ của nàng nàng chỉ là một người qua đường từ bên ngoài đến trở thành vương của bọn họ cũng chỉ là trùng hợp ngay lúc lên ngôi nàng liền thừa nhận nó nàng rất nhanh tỉnh táo lại nàng không bị quyền lực che mắt nếu như nói ngay từ đầu nàng thu phục bắc địa xong hùng chỉ là một lần tình cờ và lúc sau chinh chiến cũng không phải tài năng của nàng mà hoàn toàn dựa theo ý nguyện của dã nhân châu bọn họ khát vọng dã nhân châu thống nhất khát vọng kết thúc hỗn loạn từ lâu. Khi nàng đột nhiên xuất hiện liếp tiếp chiến thắng, nàng được coi là ánh sáng hy vọng, bọn họ tự nguyện tôn nàng làm vương, khát vọng của dã nhân châu đã tạo thành anh tiên vương triều hiện tại vô cùng khổng lồ. Nàng cẩn thận khống chế thế lực này. Bởi vì chỉ có một thế lực khổng lồ mới có đủ tư cách làm dung chuyển một thế lực khổng lồ khác như Quang Minh Châu, chỉ có như thế nàng mới có thể trợ giúp được thiên ca ca của nàng. Đương nhiên, anh tiên vương triều còn quá nhỏ bé so với Quang Minh Châu. Hiện tại, anh tiên vương chiều như một qua bong bóng lớn ngày càng lớn lên do các bộ lạc khác gia nhập vào chỉ cần một vết nhỏ liền tan tành xuất hiện nhiều phe phái khác nhau dần mất đi sự khống chế giống như nồi nước sôi tiểu thư khiến tinh thần tiểu man lập tức rung lên vội vàng tuân mệnh nàng cần kiên trì cải tạo nó xóa đi dấu ấn của bộ lạc riêng lẻ tuyển chọn ra binh đoàn thiết lập chế độ bồi dưỡng tài năng tập duyệt chiến trận những chuyện như vậy chưa từng xuất hiện tại giã nhân châu thay đổi một truyền thống luôn luôn gặp phải khó khăn Bình thường sẽ gặp khó khăn, ngăn cản, nhưng nàng không có nổi giận mà kiên trì giải quyết, nhờ đó mà uy tín của nàng tăng lên rõ rệt. Đối với nàng đây đúng là một trận chiến, mà độ khó của nó vượt qua mọi trận chiến trước đó của nàng. Công việc nặng nề nhất là đám người thiết cực a tư minh, bọn họ không bằng lòng. Trong mắt bọn họ, vương thượng tuy có tài nhưng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ thôi. Mình là nữ chiến thần mà. Thượng quan thiên huệ nắm chặt tay cổ vũ bản thân. Thị vệ đưa đến một cái bàn cẩn thận đặt trước vương tọa thị nữ ở một bên nghe nàng sai bảo tài liệu như nước chảy ùn ùn chất đầy bàn nàng rất nhanh bắt đầu nghiên cứu vô cùng chuyên chú thị vệ khiêng vương tháp ở dưới cẩn thận duy trì tốc độ vương tháp khổng lồ như lướt trên mặt nước không một tia rung động lúc màn đêm buông xuống họ bắt đầu hạ trại thượng quan thiên huệ từ trong nghiên cứu giật mình tỉnh lại vương tháp được nhẹ nhàng đạp xuống các thị vệ cảnh giác thủ hộ nàng đi ra mép vương tháp ánh mặt trời chiếu vào hoàng kim vương tháp tỏa ra ánh sáng huy hoàng Thân hình thiếu nữ trong màn ánh sáng này hiện lên như một vị thần. Dân chúng phía xa trông thấy không tự chủ được quỳ phục xuống mặt đất. Thượng quan Thiên Huệ nhìn mặt trời tới xuất thần, tâm tư trầm tĩnh, con mắt trở nên dịu dàng như nước. Thiên Ca ca lúc này cũng đang nhìn mặt trời chiều sao? "Tiểu thư, chúng ta tìm được một người quen biết Mục Chi Hà." Thanh âm tiểu man cắt đứt suy nghĩ của nàng, ôn nhu trong con mắt biến mất, lại trở nên lợi hại lãnh tĩnh, biểu tình nàng như thường, thản nhiên nói, "Dẫn hắn tới gặp ta." thương bắc quỳ trên mặt đất hắn nâm nấp lo sợ mà đem tất cả những gì mình biết rõ rõ hết ra hắn là người đã trải qua rất nhiều cảnh đời nhưng trước mặt tiểu cô nương này lại bị khí thế của đối phương áp chế hoàn toàn có vài lần âm thanh của hắn có chút run run vương thượng hỏi rất kỹ một chỉ tiết nhỏ cũng không bỏ qua vương thượng không có khí thế dọa người lời nói của nàng ổn định không nhanh không chậm nhưng mỗi lần mở miệng đều khiến thương bắc có cảm giác ngọn đau xẹt qua mọi vấn đề trước mặt nàng đều không cách nào che giấu đến lúc hỏi xong hắn thực sự tin phục thảo nào mọi người đều nói nàng sẽ thống nhất dã nhân châu đầu của hắn cúi thật sâu toàn bộ do dự và trần trừ tất cả đều không cánh mà bay hắn vô cùng tin tưởng vương thượng chính là ông trời ban cho dã nhân châu sự thành thục vượt xa độ tuổi ánh mắt sắc bén kia phán đoán lãnh tĩnh đều khiến hắn cảm thấy tán thán thương bác không biết mình rời đi như thế nào hắn chỉ nhớ rõ vương thượng câu kia khổ cực rồi khiến hắn cảm thấy như gió nhẹ mùa xuân mỗi bước đi đều lơ mơ Tiểu man luôn đứng một bên, trong lòng nàng có chút kỳ quái, lẽ nào tiểu thư sẽ động thủ với mục chi hà sao? Nhưng bọn họ bây giờ cách vĩ dã quan châu còn có khoảng cách rất xa, thời điểm này chú ý tới mục chi hà, có quá sớm không? Nếu như A Tín ở đây thì tốt rồi, tên gia hỏa này đầu óc rất tốt, nói không chừng có thể đoán được ý nghĩ của tiểu thư. Bảo các binh đoàn trưởng đến đây nghị sự. Thanh âm của tiểu ngay lập tức đám người A Tín, thiết cức, A Tư Minh cấp tốc chạy tới, bọn họ vô cùng nghiêm túc, Hiển nhiên biết rõ có đại sự Thượng quan thiên huệ cầm bút trong tay ném xuống bàn Đồng thời giọng nói lãnh đạm để lại trong lòng mỗi người một quả bom nổ tung Mục chi hà sắp động thủ rồi Anh tiên vương triều cấp tốc di chuyển với tốc độ cao Không có ai nghi ngờ phán đoán của thượng quan thiên huệ Sự thật vô số lần đã chứng minh điều đó Trong cảm nhận của những người thiết cức A Tư Minh Quang Minh Châu có dã tâm với dã nhân Châu Không phải điều bí mật Lịch sử phát triển của Quang Minh Châu Chính là lịch sử của sự bành trướng bành trướng như bản năng của con tằm ăn lá vậy tồn tại bên trong huyết mạch của họ mục tri hà tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn dã nhân châu thống nhất cả quang minh châu cũng vậy dã nhân châu khi thống nhất có tính uy hiếp với quang minh châu hơn nam vực nhất nhiều đám người a tư minh đều là anh hùng một cõi cũng rất rõ điểm này anh tiên vương trưởng cục diện đã lộ ra ý định thời gian dành cho mục tri hà không còn nhiều nếu mục tri hà không động binh để càng lâu khả năng chiến thắng của hắn càng nhỏ anh tiên vương triều phát triển mạnh mẽ qua từng ngày. Đám người thiết cước có thể thấy rõ sự phát triển này, họ không tin Mục Chi Hà đứng đầu quang minh ngũ hổ tướng lại không nhìn ra. Mục Chi Hà nhất định sẽ động binh, hơn nữa còn sẽ rất sớm. Mọi người thảo luận nhiều nhất chính là Mục Chi Hà sẽ chọn phương thức chiến đấu ra sao. Kết hợp các bộ lạc khác lại với nhau, phương pháp này rất khó thực hiện. Hắc thủy bộ lạc của Thăng Bắc đó là một ví dụ tiêu biểu, dã nhân châu bài xích ngoại lai rất nghiêm trọng, mục chi hà tốn nhiều thời gian để xóa đi ấn tượng xấu về quang minh châu và thâm nhập vào dã nhân châu bắt đầu có kết quả vào thời điểm nhạy cảm như thế này nếu hắn tham gia chiến tranh sẽ khiến mọi nỗ lực lúc trước tan tành các bộ lạc sẽ cảnh giác và phản cảm với họ dã nhân châu đã quen cảnh chiến tranh sao lại bỏ qua con thú quang minh châu sau lưng mục chi hà đây nếu không phải thượng quan huệ từ trời xuất hiện kèm theo xuất hiện rất nhiều anh linh thì nàng sẽ không thể dễ dàng được dã nhân châu tiếp nhận như vậy đối với tín ngưỡng thời phung anh linh lại thêm từ trời giáng xuống đủ làm cho tin tức về nàng mang đầy màu sắc thần kỳ ngoài những điểm này ra nàng xuất hiện một mình điều này cực kỳ quan trọng nếu như không phải thượng quan thiên huệ từ trên trời giáng xuống nếu như không phải anh linh cùng theo nàng tuyệt đối không cách nào dễ dàng được dã nhân châu tiếp nhận như thế thờ phụng đối với anh linh phương thức từ trên trời giáng xuống thần kỳ cấp nàng phủ đầy sắc thái truyền kỳ ngoại trừ những điểm này nàng lẻ loi một mình một điểm này cũng cực kỳ quan trọng nàng được xem là hy vọng thống nhất một dã nhân châu rộng lớn cùng hỗn loạn nàng giống như ánh sáng xuyên thủng màn đêm nàng mang đến thay đổi cho dã nhân châu nàng có thể tập hợp mọi người lại nhưng dã nhân châu vẫn là của dã nhân châu mọi người chẳng có ai đem quang minh châu xem là hy vọng cho dã nhân châu quang minh châu khủng bố như mặt trời rừng rực sáng kia chỉ đem băng tuyết dã nhân châu tan ra rồi nuốt trừng tương lai sẽ không còn có dã nhân châu chỉ có quang minh châu tồn tại truyền thống của bọn họ sẽ vĩnh viễn mất đi các bộ lạc đời đời sinh sống tại nơi này sẽ không còn là chủ nhân của nó nữa. Mọi người không đoán ra được Mục Chi Hà sẽ hành động ra sao, ngay cả Thượng quan Thiên Huệ cũng không đoán ra. Võ tướng số một như Mục Chi Hà lại cực khổ kinh doanh, nhất định tích lũy nhiều con bài bí mật. Nhưng mọi người cũng không hoang mang cho lắm, từ khi theo Thượng quan Thiên Huệ tới nay, bọn họ chưa bao giờ thất bại, một trận quét ngang mọi lực lượng, mang lại niềm tin to lớn cho họ. Hơn nữa, đây chính là dã nhân châu. Một khi Mục Chi Hà ra khỏi vĩ xã quan, Hắn liền đứng trên đất giã nhân châu. Đây là điều cơ bản khiến bọn họ tin tưởng. Tại mảnh đất này, từ xưa tới nay, bọn họ chưa từng thất bại. Cường giả thanh danh hiển hách thế nào, cố gắng chinh phục mảnh đất này đều như nhau chết trận. ở vĩ Dã quan châu chưa từng có người chinh phục qua giã nhân châu. Mục Tri Hà nhìn các binh sĩ đang tập kết nghiêm trang trước mặt, câu nói đầu tiên này hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Chúng ta không cần phải chinh phục bọn họ, chúng ta chỉ cần đánh bại bọn họ. Chính xác mà nói. Chúng ta chỉ cần đánh bại anh Tiên Vương Triều, chúng ta phải cho dã Nhân Châu trở lại quá khứ, chúng ta phải đem ý nghĩ không thực tế của bọn họ bóp chết tại trong nồi, phá hư, chúng ta chỉ cần phá hư, triệt để phá hư. Các ngươi là binh đoàn cường đại nhất Quang Minh Châu, ta là võ tướng cường đại nhất Quang Minh Châu. Khuôn mặt phủ đầy phong sương kiên quyết như nham thạch, thần sắc mục chi hà bình tĩnh, nói ra lời nói cuồng vọng đến cực điểm này, các tướng sĩ trước mặt hắn cũng không bởi vậy mà nhiệt huyết sôi trào, bọn họ không chút động đậy, tựa như sắt thép máy móc bọn họ giống như mục chi hà áo giáp trên người phủ đầy vết thương đao kiếm trong tay cũ nát ảm đạm chúng ta tại nơi đây 20 năm mọi người đã quên sự cường đại của chúng ta vì dã dạ quan trầu khắp bầu trời phong tuyết che lấp mũi kiếm của chúng ta bọn họ cho rằng bọn ta chỉ là người làm ăn trường kiếm trong tay chúng ta từ lâu đói khát khó nhịn quang minh không có gì có thể kháng cự hắn rút ra quân kiếm bên hông xoay người làm gương mẫu quay về hướng hẻm núi mà đi đại quân phía sau ầm ầm rút kiếm chỉnh tề đi tới khí thế bọn họ trọn vẹn một khối chiến trận hiện lên sương mù bạch quang khí lưu phong nhận cực lạnh chìm vào trong bạch quang như trầu đất xuống biển biến mất không thấy tiếng bước chân chỉnh tề giống như nước lũ thế không thể ngăn cản đang đi phía trước mục chi hà trong lòng âm thầm gật đầu băng phong khẩu thanh thế vẫn đáng sợ như xưa nhưng đã đạt được giá trị lớn nhất tính tới nay suy đoán của mình quả nhiên không sai đi tới đại quân không có dừng lại từng khuôn mặt cương nghị kia không có nửa điểm cảm tình băng phong khẩu sâu không thấy đáy không có để cho bọn họ có chút nào chần chừ tuy rằng sức gió tại băng phong khẩu hạ thấp nhất từ trước tới nay nhưng càng tới gần băng phong khẩu càng làm cho người ta sợ hãi bạch quang của chiến trận phập phồng bất định tướng sĩ trong bạch quang lại hồn nhiên như không cảm giác biểu tình bọn họ không có chút nào biến hóa ầm ầm đi đến động khẩu mục chi hà đi vào băng phong khẩu đầu tiên băng phong khẩu như miệng của quái thú đem chi lại quân này từng chút một nuốt vào trong bụng khi bạch quang sau cùng biến mất tại băng phong khẩu khe hẻm núi lần nữa bị tiếng gió thổi gào thét chiếm cứ tiêm phong thành một gian nhà gỗ cọt kẹt cửa gỗ bị đẩy ra một vị nam tử thanh tú chậm rãi đi ra cảm giác thế nào đường thiên vẻ mặt quan tâm hỏi thăm rất tốt trước này chưa từng có hứa diệp mỉm cười từ khí trên người hắn biến mất không thấy khí chất cũng phát sinh biến hóa rất lớn nguyên bản hứa diệp tạo ra cho người khác cảm giác biến hóa cơ quỷ bây giờ hắn lại như một vũng hồ sâu bình tĩnh không sóng ngay cả đường thiên cũng có chút nhìn không thấu hắn hấp dẫn người nhất là con mắt hắn đen kịt như mực sáng lên như ngôi sao hắn bỗng nhiên trịnh trọng hướng đường thiên thi lễ ân tái tạo của đại nhân thuộc hạ không biết lấy gì báo đáp sau này mũi đao đại nhân chỉ tới đâu đó là nơi thuộc hạ lao tới đường thiên có điểm luống cuống tay chân không biết làm sao hắn tuy rằng đã sớm là một phương cường hào nhưng bày tỏ thái độ trực tiếp giống như vậy còn là rất ít gặp đến hứa diệp nhìn thấy đường thiên lúng túng mỉm cười lập tức đứng dậy. Tính tình như trẻ con là đánh giá thứ nhất về đường thiên sau khi hứa diệt xuất quan. Lần này, tử vong ban chỉ phun trào tử khí tới quá đột nhiên, không có gì dự báo trước. Khi hắn phản ứng lại thì đã bị tử khí vây quanh, nồng nặc tử khí thậm chí chuyển làm hắc viêm, thân thể hắn biến mất giống như cỏ khô. Lúc hắn cho rằng, mình sắp tan thành cho bụi thì trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một chảm kiên quyết kia của đường thiên. Một chảm kia bao hàm quá nhiều thứ, tín niệm, kiên trì, dũng cảm, ý chí hắn không có buông tha trong nháy mắt sau cùng khi thân thể hỏa táng hắn tại trong tử khí mênh mông nồng nặc được cơ hồ giống như thực chất tìm đến đường sinh cơ này hắn ổn định thương thế cả người mang tử khí hắc viêm bắt đầu bế quan tử vong ban chỉ không hổ là tử vong trí bảo tử khí dâng trào kinh người cuồn cuộn không ngừng nhưng đã giác ngộ những tử khí này tựa như thúc bổ tốt nhất cùng tài liệu luyện tập tốt nhất cho hứa diệp đem tử khí chuyển hóa thành sinh cơ thân thể hắn nhanh chóng được chữa trị cường hóa lý giải của hắn đối với sinh tử cũng đạt được trình độ hứa ra tổ tiên chưa bao giờ đạt được xuất quan thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh nếu lại lần nữa gặp lại hà tâm hắn có lòng tin tại tình huống một đấu một giết chết hà tâm thậm chí hắn cảm thấy thực lực của mình cũng đã không thua kém đường thiên hắn mang theo tràn đầy vui sướng cùng lòng tin đẩy cửa ra nhưng khi hắn nhìn thấy đường thiên lần đầu tiên kiêu ngạo do tiến bộ mang lại trong nháy mắt hoàn toàn biến mất hắn như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân hắn tỉnh táo lại hiểu càng cường đại thì khi nhìn thấy đường thiên cảm giác được cũng càng nhiều trong lòng càng kính nể mấy thứ này trước đây hắn không có năng lực nhìn ra như không gian xung quanh đại nhân có trình độ vạn vẹo cực nhỏ bé như khu vực càng gần đại nhân pháp tắc tuyến tình trạng phân ly liền sẽ càng ít ỏi như ngay cả gió lướt qua thân thể đại nhân cũng sẽ phân tán nhưng khi chúng nó rời thân thể đại nhân thì lại lần nữa phục hồi như cũ mỗi một loại hiện tượng đều cực kỳ rất nhỏ đổi lại trước đây hắn thậm chí đều không thể nắm bắt được hiện tại hắn có thể nắm bắt được nhưng rất nhiều hiện tượng hắn vẫn như cũ không cách nào giải thích được nhưng hắn biết rõ phía sau những hiện tượng thật nhỏ mà phức tạp này là thực lực sâu không lường được đến tột cùng thâm bất khả chắc đến mức nào hắn không biết hiển nhiên cường hơn mình nhiều thực sự là biến thái a à? hứa diệp trong lòng cảm khái nhưng nhìn thấy dáng tươi cười bối rối trên mặt đường thiên hắn bỗng nhiên cảm thấy rất tốt khi hắn nhìn thấy chấn động trên mặt tiêu hàm quang cùng phủ chính chi tâm tình càng thêm sung sướng cười tủm tỉm mà ngồi xuống ở một bên đại nhân không có giết hai người bọn họ còn chìm đắm tại trong biến đổi của hứa diệp hai người nghe đến những lời này tức thì mặt đen xuống tới đầu hàng vốn có chính là một chuyện tương đối khuất nhục mà sau khi đầu hàng còn bị hỏi đến vì cái gì không có bị giết chết loại cảm giác này càng là bực mình phiền lòng nếu như ánh mắt có thể giết người thì hứa diệp đã bị giết vô số lần hứa diệp y nguyên vẻ mặt cười hì hì cũng không tức giận. Phù chính chi cùng tiêu hàm quang kiêng kỵ thực lực hứa diệp, thêm nữa vừa mới đầu hàng, đối với đường thiên lại kính nể, không dám phát tác. Vì cái gì phải giết người, đường thiên lắc đầu. Cũng phải, đại nhân không phải người lạm sát, hứa diệp gật đầu, bỗng nhiên đề tài chợt chuyển. Sau khi đại nhân tụ tập thuộc hạ thì sao chứ, đã nghĩ tới đi đâu chưa? Ta muốn dẫn bọn họ về thánh vực, đường thiên nói. Mọi người thoáng cái sững sốt, đối với bọn họ mà nói, tên này từ lâu đã có chút xa lạ rồi thuộc hạ có thể hỏi một cái, đại nhân vì sao phải về thánh vực không? Phù chính chi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đồng bạn của ta đang còn chiến đấu, đường thiên trầm giọng nói, chúng ta phải đi trợ giúp bọn họ. Thế nhưng mà... Phù chính chi muốn nói lại thôi, hắn định nhắc nhở đường thiên, chưa từng có người có thể theo tội vực phản hồi thánh vực, nhưng nhìn thấy đường thiên vẻ mặt kiên quyết, lời nói đến bên cửa lại nuốt trở vào. Hứa diệp vẻ mặt nghiêm túc, đại nhân khi nào đi? Linh bộ tập kết hoàn tất, đường thiên như đinh đóng cột, hứa diệp đứng dậy lại lần nữa hành lễ thỉnh cho phép thuộc hạ theo đại nhân quay về cố thổ đường thiên nhìn hứa diệp một cái người muốn về thánh vực tội vực không người nào không muốn hứa diệp nói đường thiên bột miệng nói ra ta cho rằng người tội vực đã mất đi nhiệt huyết phù chính chi mặt soạt một cái đỏ đến nỗi cơ hồ chảy ra máu hắn quên thân phận mình là tù binh như gào thét lên đó là tử lộ người xông quan không ai có thể sống sót đường thiên cũng không tức giận hắn nhìn phủ chính tri đang kích động nghiêm chỉnh nói ta sẽ đi khi tiêu hàm quang đầu hàng hắn suy nghĩ không biết mặt quỷ sẽ xử lý mình ra sao có cha hỏi hắn về truyền thừa thiên ma lục ấn có phải chịu các loại cực hình bại danh thiên ma lục ấn ở tội vực rất cao không có truyền thừa nào có thể sánh bằng nếu là hắn rơi vào tay người khác bị tra khảo bị dùng hình là chuyện bình thường mặt quỷ không thèm để ý tới hắn đúng vậy mặt quỷ coi hắn giống như không khí chẳng hề quan tâm ngay từ đầu tiêu hàm quang còn cảm thấy mặt quỷ liệu có phải giả bộ liên tục vài ngày cuối cùng hắn khẳng định ngay từ đầu kẻ này đã không có để hắn ở trong lòng tiêu hàm quang lần đầu tiên không được coi trọng từ nhỏ đến lớn cho dù ở nơi nào hắn đều là tiêu điểm của mọi ánh mắt ngay cả phù chính chi đều bị mặt quỷ hỏi một ít sự tình vậy mà hắn lại giống như không khí tiêu hàm quang lúc này tâm trạng này rất loạn may mắn vì không cần phải đối diện cực hình nhưng lại không cam lòng do không được để ý trong lòng có suy nghĩ phức nên tiêu hàm quang lặng lẽ quan sát mặt quỷ hắn hiện tại đã khẳng định mặt quỷ tu luyện chính là thiên ma lục ấn tuy rằng nó nhìn qua cùng mình tu luyện có khác biệt rõ ràng hắn có cảm giác thiên ma lục ấn mà mặt quỷ tu luyện tựa hồ mới là hàng thật cảm giác sai lầm khiến tiêu hàm quang càng thêm rối loạn hắn là lý tổ nhất mạch chân chính từ nhỏ tu luyện thiên ma lục ấn đột nhiên có một ngày phát hiện trên đời này có người tu luyện thiên ma lục ấn còn lợi hại hơn mình đó là sự đả kích lớn với lòng tin của hắn. Hai người có rất nhiều chỗ bất đồng rất nhỏ, Tiêu Hàm Quang thậm chí hoài nghi mình liệu có phải rất nhiều điểm tu luyện sai rồi. Sinh hoài nghi đối với truyền thừa mình tu luyện 20 năm là thống khổ khôn kể, chiếm toàn bộ tâm trí hắn, hắn hoàn toàn tin tưởng Thiên Ma Lục Ấn, niềm tin hơn 20 năm sừng sững nay lại bị lay động. Sự thật tàn khốc ở chỗ, Thiên Ma Lục Ấn của Mặt Quỷ cường đại hơn quá nhiều so với Thiên Ma Lục Ấn của hắn. Không có gì so với sự thật có sức thuyết phục hơn. Sau vài ngày khổ sở, hắn đã tới giới hạn chịu đựng, hắn cảm thấy nếu mình tiếp tục như thế thì sẽ điên mất, hắn quyết định thỉnh giáo mặt quỷ. Đặt giả vi sư, không có gì mất mặt, hắn tự an ủi bản thân, tinh thần cũng tốt hơn chút ít, nhưng rất nhanh, hắn lại suy nghĩ, mặt quỷ sẽ từ chối mình ra sao, sẽ cười nhạo hắn sao, hoặc là nói cho hắn chỗ tu luyện sai, hay là tiếp tục không nhìn hắn. Tiêu Hàm quang lại rơi vào rối loạn, như còn dũng khí, hướng mặt quỷ thỉnh giáo tiêu hàm quang thỉnh giáo thiên ma lục ấn với mình khiến đường thiên có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh suy nghĩ một chút hắn quyết định cho biết như thực chất ta cũng không biết thiên ma lục ấn của mình có chính xác hay không những lời này khiến tiêu hàm quang sắc mặt ảm đạm mặt quỷ quả nhiên sẽ không đem huyền bí trong đó nói cho mình bất quá cũng phải nếu như đổi lại là mình cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bất cứ kẻ nào đường thiên không có chú ý tới sự thay đổi của tiêu hàm quang hắn nói thiên ma lục ấn của ta là lĩnh ngộ ra từ trong thiên ma trọng trảm ta cũng không biết phải nói cho ngươi ra sao thiên ma lục ấn đến tột cùng là cái dạng gì rất nhiều biến hóa ta hình dung không được nhưng mà ta nghĩ ngươi có thể thử tu luyện thiên ma trọng trảm có lẽ ngươi có thể có điều thể ngộ thiên ma trọng trảm tiêu hàm quang vẻ mặt khó hiểu đúng vậy thiên ma trọng trảm là tuyệt học của tiết phủ năm đó lý tổ đã từng ở lại tiết phủ một đoạn thời gian đường thiên nói tiêu hàm quang bột miệng nói ra ngươi có thể dạy ta không hắn có chút kích động tuyệt học năm đó sư tổ lưu lại sao ta không có thời gian đường thiên lắc đầu tiêu hàm quang đầy mặt mong đợi lại lần nữa ỉu xỉu đi xuống nhưng mà ngươi có thể cùng theo linh bộ đồng thời học đường thiên nói tiếp cùng theo linh bộ đồng thời học còn bắt tiêu hàm quang lại lần nữa sáng ngời học cùng ai không quan trọng chỉ cần có thể học được là tốt rồi hắn không chút do dự nói ta đi tìm bọn họ tiêm phong thành toàn thành đầu hàng linh bộ dĩ nhiên đều được đưa tới doanh địa của bọn họ tiêu hàm quang biết rõ ở đâu đường thiên lắc đầu không phải bọn họ là linh bộ tử quyên thành vậy ta đi tử quyên thành tiêu hàm quang đứng dậy liền chuẩn bị ly khai bọn họ sắp đến rồi đường thiên không khỏi cười nói a mặc lý nhìn trên vết sách đáng sợ tường thành phía dưới kia không khỏi líu lưỡi thần kinh đường càng ngày càng mạnh rồi hàn băng ngưng cũng bị vết thương trên thành tường kia hấp dẫn âm thầm khoa tay múa chân một cái mình xuất toàn lực một kiếm cũng có thể làm được như vậy nhưng tiêu hào quá lớn không được mấy kiếm tuy rằng đuổi theo cái thân ảnh kia nhưng chênh lệch vẫn như cũ càng kéo càng dài hàn băng ngưng tinh thần giảm xuống a à mạc lý cũng muốn càng ngày càng mạnh a à mạc lý bỗng nhiên vung tay hô to đánh bại thần kinh đường linh bộ đội viên xung quanh hắn dồn dập xoay mặt qua hận không thể trao bảng mặt trên viết không quen biết người này nghe a à mạc lý nói lời trẻ con hàn băng ngưng không khỏi mỉm cười vẻ lo lắng trong lòng quét sạch không còn đúng vậy mình luôn luôn lấy đường thiên làm mục tiêu chính là như thế mình mới có thể phát triển đến tình trạng bây giờ à lúc tại tinh phong thành ai có thể nghĩ đến bọn họ sẽ có một ngày có thể đạt được loại cảnh giới này nàng nghĩ không ra a à mặc lý nghĩ không ra lương thu nhớ không nổi tư mã hương sơn nghĩ không ra vô tình bọn họ vượt qua bản thân của ngày xưa rất xa hàn băng ngưng lại nghĩ đến lương thu cùng tư mã hương sơn không có tin tức của bọn họ nhưng nàng cũng không sốt ruột đường thiên nhất định sẽ cứu bọn họ ra trong thời gian ngắn ngủi đường thiên liền hạ gục đông tiên thành cùng tiêm phong thành khiến mọi người cả kinh trợn mắt hám mồm mọi người bàn tán sôi nổi cuối cùng ra một kết luận biến thái tới rốt cuộc vẫn là biến thái đương nhiên đổi cách nói văn nhã một chút là vàng đến nơi nào cũng sẽ sáng đại hùng linh bộ vốn ở tử quyên thành nhận được mệnh lệnh của đường thiên liền cấp tốc tập kết chạy tới tiêm phong thành đối với mệnh lệnh của đường thiên chưa từng có người có nghi ngờ gì tử quyên thành xin đầu hàng bởi vì đường thiên liên tục phá đông tiên thành cùng tiêm phong thành làm cho mọi người ý thức được khổ sở cố thủ tử quyên thành cũng không thích hợp sau lần huấn luyện cực khổ gần nhất linh bộ đã thay đổi rất nhiều nhếp thu rất bận rộn đội viên được giải cứu từ đông tiên thành làm xáo trộn nhịp độ tu luyện của họ nhưng hắn nghĩ ra biện pháp cải tiến cách huấn luyện suy nghĩ tới tiêm phong thành lại có một nhóm đội viên mới giải cứu nhếp thu lai phải thu xếp dẫn dắt khiến hắn mong đợi là kể từ đó linh bộ liền vượt quá ngàn người ngàn người có thể hợp thành một binh đoàn nhỏ có nghĩa chiến thuật hắn có thể lựa chọn càng nhiều hơn so với trước đây đối võ tướng không có gì khiến hắn thấy tốt hơn thực lực đại nhân đột nhiên tăng mạnh a à. nhiếp thu tuy không tận mắt nhìn thấy rất nhiều cảm giác nhạy cảm khác thường thân là võ tướng hắn càng nhiều là suy nghĩ theo toàn cục thực lực đường thiên đột tiến tạo thành ảnh hưởng sâu xa hắn không thể không thừa nhận ở tội vực thực lực cá nhân tăng vọt so với binh đoàn càng thêm hữu hiệu bằng vật lực bản thân Liên hạ liên tiếp hai thành, có thể thấy rõ ràng điều đó. Mọi người khôi phục tinh thần, không nên làm đại nhân mất mặt, hắn thản nhiên nói. Toàn bộ ổn ảo hoàn toàn biến mất, mỗi người ấn ngực, biểu tình nghiêm túc. Bọn họ rất nhanh tiến nhập tiêm phong thành, dân chúng tiêm phong thành hiếu kỳ đánh giá chi binh đoàn này. Bây giờ người nào cũng biết rõ, dưới chướng mặt quỷ có binh đoàn. Binh đoàn, cái danh từ này đối với người tội vự, thực sự quá xa lạ. Tội vực chưa từng có xuất hiện binh đoàn, trong lòng mọi người rất hiếu kỳ binh đoàn có hình dạng gì khi linh bộ đến gần thì mọi người mới nhìn rõ ràng đội ngũ đều đạn nhịp nhàng giống như có dao cắt qua xâm nghiêm bất động những người này mỗi cái động tác đều là thống nhất bước tiến của bọn họ chuẩn xác giống như máy móc giữa không trung bọn họ đồng thời dẫm chân dưới chân mỗi người xuất hiện một quả không khí thuẫn dày đặc chi chít chỉnh tề đủ làm người tim lạnh đùng tám hơn trăm âm thanh không khí bùng nổ đều đạn nhịp nhàng âm thanh bùng nổ vốn vang dội nghe vào trong tai trở nên nghiêm nghị giống như trong không khí có một cái trống lớn khiến người khiếp đảm tinh thần dao động chiến trận mỗi đi tới một bước đều mang theo sóng khí ầm ầm đùng 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 tiếng bước chân đều đạn nhịp nhàng lấy tần suất chuẩn xác đủ làm người giận sôi trùng điệp đập vào đáy lòng mỗi người rung động khiến người khiếp đảm vang dội trong không khí toàn bộ tiêm phong thành bị loại động tĩnh này kinh động dồn dập ra khỏi phòng khi bọn họ tận mắt nhìn thấy trận xâm nghiêm không khỏi biến sắc phù chính chỉ sắc mặt tái nhợt mà nhìn chi trận trên bầu trời kia đây là binh đoàn sao đây là linh bộ sao hắn bỗng nhiên cảm thấy những hành vi lúc trước kia của mình thực sự là ngu không ai bằng hắn là cường giả chiến lược bảng nhưng ở trước mặt thanh thế đáng sợ như thế hắn đồng dạng nhận đến xung kích cực lớn thực lực mỗi người bọn họ đều không đáng nhắc tới nhưng mà khi bọn họ hợp thành chiến trận xâm nghiêm như thế nhưng không ai có thể bỏ qua dân chúng tiêm phong thành im như thóc tiêm phong thành rơi vào cảnh yên tĩnh khi linh bộ đáp xuống nơi ở của đường thiên âm thanh cất bước đáng sợ như trọng cổ tiêu thất không thấy toàn bộ thành thị mới từ yên tĩnh tỉnh táo lại đám người nhiếp thu đứng trang nghiêm tại trước mặt đường thiên đám người phù chính tri lúc này mới thấy tận mắt uy nghi của mặt quỷ mỗi người thở cũng không dám thở gọi các ngươi tới là bởi vì tình thế phát sinh biến chúng ta có khả năng phải đẩy mạnh nhanh hơn đường thiên trước hướng mọi người giải thích lập tức quay mặt nói với phù chính chi. gia chủ thỉnh giới thiệu cho bọn hắn tình huống một cái phù chính tri giật mình vội vàng tiến lên cung kính nói vâng chúng ta được đến tin tức lô thăng tượng đã mang theo ra quyến thoát đi phi mã thành hắn hẳn phải là biết rõ kết quả một trận chiến này biết không phải là đối thủ của đại nhân rất khoát sớm ly khai bảo trụ lô ra một ít nguyên khí phù chính chi trong lòng thổn thức vừa là bội phục lô thăng tượng quả quyết lại không khỏi sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên thấy tình thế không ổn tráng ừ. sĩ đoạn cổ tay tuyệt không phải người thường có thể làm đến nhưng cái lựa chọn này cũng khiến lô gia trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc Phi Mã Thành là căn cơ của Lô Gia, mất đi căn cơ, dù cho có lô thăng tượng, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn. Lô Gia một nhà lưỡng bảng trói mắt, trong nháy mắt suy tàn đến như vậy, sao không khiến người cảm khái vạn phần. Hắn trong lòng may mắn, cũng may mình cùng mặt quỷ đại nhân không có tử cừ. Phi Mã Thành còn có một nhóm người của chúng ta, đường thiên trầm giọng nói, nhiếp thu người dẫn người đi tới tiếp thu, hứa diệp, người cùng đi. Vâng, nhiếp thu cùng hứa diệp lẫm liệt tuân mệnh. Nga, hắn giao cho các ngươi đường thiên chỉ vào tiêu hàm quang hắn muốn học thiên ma trọng trảm tiêu hàm quang chỉ cảm thấy vô số ánh mắt rơi vào trên người mình đột nhiên hắn có cảm giác không ổn tạ vũ an thống lĩnh vũ yến binh đoàn tranh thủ từng chút thời gian quý giá phòng tuyến cận kề nguy hiểm cuối cùng được đến cơ hội nghỉ ngơi hiếm có cũng giúp phòng tuyến thứ hai của nam minh trải qua hoảng loạn lúc ban đầu cuối cùng có thể tổ chức lại tạ vũ an đánh một trận thành danh bây giờ đã gia nhập hàng ngũ danh tướng trong thảo luận trên đường phố rất nhiều người thậm chí cho rằng thực lực vụ yến binh đoàn đạt được chuẩn hoàng kim binh đoàn cách hoàng kim binh đoàn chỉ cách một bước hoàng kim binh đoàn binh đoàn mạnh nhất thánh vực quang minh châu lớn như vậy cũng chỉ có năm chi hoàng kim binh đoàn không ngoại lệ tất cả binh đoàn đều lệ thuộc trực tiếp năm hồ tướng danh tiếng của binh đoàn đều là đánh nhau mà ra nhờ lợi thế trận địa chống lại quân địch gấp mấy lần là tinh nhuệ nhưng nếu như chủ tướng của địch nhân là thiết mâu khắc lợi phu không phải chỉ tinh nhuệ có thể làm được không khí khô lâu đoàn nghiêm trọng sắc mặt mỗi người đều rất khó coi khô lâu đoàn địa vị tương đương với vụ yến binh đoàn trong một trận chiến này biểu hiện chỉ có thể coi là dựa theo kế hoạch bọn họ không tan tác hoàn chỉnh có trật tự mà rút lui theo chiến thuật yếu lĩnh mà nói bọn họ không có điểm gì nổi bật cũng không có bao nhiêu sai lầm nhưng dưới biểu hiện của vũ yến binh đoàn biểu hiện của bọn họ không có gì đáng nói tại vũ an một trận chiến này hiện ra cái nhìn toàn cục xuất sắc cùng với dũng khí quả quyết khiến người kinh ngạc khiến khô lâu đoàn trên dưới xấu hổ khó giải thích khô lâu đoàn cùng vũ yến binh đoàn cùng lúc gia nhập vào dưới trướng đại nhân hai bên đãi ngộ cũng ở tại cùng một trình độ trong thường ngày hai chi binh đoàn biểu hiện không sai biệt lắm giữa hai binh đoàn âm thầm luôn luôn tại phân cao thấp nhưng không nghĩ tới đại chiến lần này lại khác biệt nhiều như vậy là ta quá vô năng có lỗi với mọi người rồi viên mắt đỏ bừng Aya đột nhiên không người hướng mọi người trong lòng nàng vô cùng hổ thẹn vũ yến binh đoàn có thể đánh một trận như thế hơn một nửa đều là do trình độ tạ vũ an binh đoàn trường đủ cao cùng là binh đoàn trường aia biết rõ trình độ của mình so với tạ vũ an kém hơn không chỉ một điểm aia tính cách kiên cường phấn hồng khô lâu đoàn năm đó tình cảnh lụi bại đều là được nàng đau khổ chống đỡ nàng chưa từng có khóc nhưng lần này nàng khóc tròn một đêm lúc trước đây nàng luôn luôn cảm thấy mình có thể trợ giúp mọi người thế nhưng sự thật tàn khốc lại khiến nàng minh bạch trình độ của nàng tệ cỡ nào nàng liên lụy mọi người Lần này, mọi người đều hoảng sợ. Đại tỷ đầu, ngươi cái này là làm gì? Đúng vậy, ngươi không nên hù dọa các huynh đệ. Trong phòng hội nghị thoáng cái tất cả đều bùng nổ rồi, mọi người ồn ào. Trận là mọi người cùng đánh, người nào đều có trách nhiệm. Vu Mã Thiên vừa nhìn cục diện hỗn loạn, không nói hai lời nhảy lên trên bàn, gân cổ gân họng gào một câu. Phòng họp thanh âm liền mất, mọi người bị hành vi của Vu Mã Thiên thu hút. Rất nhanh chính là một mảnh âm thanh phụ họa, không sai đoàn người người nào đều có trách nhiệm vu mã thiên ho nhẹ một tiếng hấp dẫn mọi người chú ý lúc này mới nhảy xuống tới phủi phủi đôi bàn tay dù không có bụi chậm rãi nói nói tiếp mọi người gấp cái gì đây mới là trận đầu tiên mặt sau còn có đánh a còn sợ không có cơ hội nhìn xem kế hoạch tác chiến của binh đại nhân chàng chiến dịch này lớn được dọa người chúng ta có là cơ hội tinh thần mọi người rung lên không sai cái này mới là trận đầu a gấp cái gì Aya tâm tình vốn kích động cũng bình phục không ít chư đề vương nói được không sai mặt sau còn có trận để đánh chúng ta lần này không thể mất mặt nhất định phải đánh cái xinh xinh đẹp đẹp thay đổi mình ngữ khí Aya như đinh đóng cột biểu thị ra quyết tâm của nàng nghe đến ba chữ chư đề vương phu mã thiên trong lòng lật cái khinh bỉ hắn nướng chân heo thịnh hành toàn quân là món ăn được hoan nghênh hàng đầu nhiều năm danh khí của hắn tại trong nam minh binh đoàn so với tài nướng chân heo phải kém đến xa hắn nếu là gặp đến người của binh đoàn khác ngay từ đầu đối phương luôn luôn lễ phép giọng điệu lạnh nhạt phù mã thiên người khỏe nhưng chỉ cần biết được sự thật về chân heo đối phương lập tức trở nên vô cùng nhiệt tình cái gì chân heo nướng chính là người làm chư đề vương ai nha đại danh đỉnh đỉnh chư đề vương người không biết từ lúc người không làm nữa ai nha trong miệng vị nhà rất nhiều a à? ta và người nói a à? đêm qua nằm mơ ta cũng mơ tới chân heo nướng mọi người bắt đầu chuyển hướng sang kẻ khổ danh hiệu chư đề vương lan truyền nhanh chóng vu mã thiên ngay từ đầu nỗ lực thay đổi mọi người đến sau lại người gọi như vậy càng ngày càng nhiều thậm chí binh đại nhân có một lần tại trong hội nghị quân đoàn trực tiếp gọi hắn là chư đề vương hắn cuối cùng triệt để tuyệt vọng nhưng tên hiệu chết tiệt cũng không có khiến địa vị của hắn tại binh đoàn nhận đến chút ảnh hưởng nào ngoại trừ thỉnh thoảng bị nữ đội trưởng bạo lực kia dùng kiếm buộc hắn đi nướng mấy cái chân heo những thứ khác đều rất hoàn mỹ năng lực của hắn rất được khô lâu đoàn trên dưới tín nhiệm ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của đại tỷ đầu rơi vào trên người mình phù mã thiên biết rõ mình cần phải rũ ra chút thứ có gái trị bằng không đợi tan học chờ mình nhất định là chân heo trồng chất như núi chở mình nướng nữ nhân này rất là thô bạo đạo phòng tuyến thứ nhất tác dụng trọng yếu nhất chính là làm cho địch nhân giảm tốc độ hắn suy nghĩ một chút nói địch nhân tựa như lợn rừng cuồng chạy thế tới rào rạt nhưng chỉ cần tốc độ giảm vậy thì uy hiếp sẽ phải ít đi phần nửa hiện tại sao chứ bị vũ yến binh đoàn ngăn cản tốc độ hạ thấp không ít hắn trong lòng không khỏi có phần bội phục tạ vũ an tổng kết sau khi xong việc người nào đều biết làm nhưng trước mắt có nguy cơ như thế liền có thể nghĩ ra cách ứng phó còn dám đi làm cùng phần ánh mắt và quyết đoán nhưng khó hơn nhiều so với nương chân heo phi 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 mình thế nào cũng bị nhiễu đến chân heo hắn tập trung chú ý trong ánh mắt chăm chú của mọi người hắn nói tiếp nhưng mà vũ yến binh đoàn chỉ là một sợi dây ngăn cản lợn rừng phát điên tốc độ giảm, nhưng mà còn chưa đủ, bởi vì bọn họ người nhiều hơn chúng ta, thể tích càng lớn, da dày thịt thô, xông tới trực tiếp như thế, chúng ta không có cơ hội thủ thắng. Vậy làm sao bây giờ, để cho bọn họ chia binh, chỉ cần bọn họ chia binh, chúng ta mới có cơ hội. Đạo lý thì như thế, ai à cái hiểu cái không, nhưng địch nhân vì sao phải chia binh. Địch nhân nhất định sẽ chia binh, Vũ Mã Thiên đã tính trước mọi việc, tạ Vũ An vừa mới đánh ra danh đầu, bên ngoài nói cái gì thiên hạ phòng thủ đệ tam binh đại nhân đem hắn đặt ở phòng tuyến đầu tiên mà sau lưu lại cho hắn cũng đủ đường lui cùng bổ sung lực lượng chỉ cần chủ tướng đối phương không ngốc tuyệt đối sẽ không liều chết đánh tạo vũ an khẳng định có thể đánh được nhưng thời gian rất dài trả giá thương vong cũng nhất định sẽ rất lớn bọn họ nhất định sẽ hướng hai bên tới lui tuần tra tìm kiếm cơ hội vậy bọn họ cũng không cần phải chia binh nga à. một người khác nói tiếp gian vu mã thiên trầm giọng nói điểm mấu chốt nhất của chiến dịch này chính là thời gian sách lược của binh đại nhân rất đơn giản đem thời gian chiến dịch kéo được đủ lâu dài cho nên phòng tuyến mặt sau chính là vũng bùn nhưng quang minh châu sao chứ vừa đúng tương phản bọn họ là khách quân thời gian càng lâu đối với bọn họ càng bất lợi một khi không thể giải quyết chúng ta trong khoảng thời gian ngắn khả năng chấn nhất của bọn họ đối với thế lực khác tại nam vực liền sẽ mất đi hiệu lực bọn họ liền sẽ rơi vào vũng bùn chiến tranh vậy mới là vũng bùn chân chính cho nên bọn họ nhất định sẽ chia binh nhiều đầu cùng tiến như vậy có thể bằng thời gian nhanh nhất tìm đến kẽ hở của phòng tuyến mọi người đều nghe được rất nhập thần bọn họ xuất thân từ dòng binh so với xuất thân chính quy như tạ vũ an chiến thuật còn chênh lệch quá nhiều nhưng bọn họ tốt xấu gì cũng là lão luyện trên chiến trường hiện tại vu mã thiên đem phân tích ra bọn họ thế nào lại nghe không rõ đương nhiên còn có một điểm đó chính là tự tin khóe miệng vu mã thiên lộ ra vẻ trào phúng tại trong mắt mấy người câu thành văn đao tạp quân chúng ta lại tính là cái dám gì bọn họ nhổ một sợi lông chân cũng thô hơn so với chúng ta chia binh có tai họa ngầm bọn họ không phải không nhìn ra ý đồ của chúng ta bọn họ cũng sẽ nhìn ra nhưng mà bọn họ còn là sẽ chia chia binh cũng vẫn mạnh hơn chúng ta bọn họ sợ cái gì so với chút tai họa ngầm do chia binh thời gian mới càng trọng yếu a à. chúng ta nên làm cái gì bây giờ ai a à mặt lộ vẻ phấn khích tay không tự chủ nắm lấy chuôi kiếm Vu mã thiên vội vàng lui về sau ho nhẹ một tiếng nói tiếp vũ yến binh đoàn đánh một trận thật đẹp bọn họ xứng với chàng thắng lợi này nhưng với ta nói a à, bọn họ cũng đụng phải chiến trường rất thích hợp bọn họ phát huy trận địa phòng thủ người nào so được với bọn họ nhưng xích có sở đoàn tất có sở trường a à. chúng ta là xích Aia à hừ một tiếng phu mã thiên cứng lại bối rối gượng cười phải ừ. phải phải xích chính là dài Tất chính là ngắn chúng ta rất nhiều khuyết điểm nhưng chúng ta cũng có điểm lợi hại phòng thủ trận địa chúng ta so không bằng vụ yến binh đoàn đường dài bôn tập không người nào so được với thạch sâm đám người điên u châu kia nhưng mà so về chiến đấu trên đường phố người nào so được với chúng ta ánh mắt mọi người sáng lên không sai chiến đấu trên đường phố khô lâu đoàn xuất thân là dòng binh đoàn chiến đấu trên đường phố là vô cùng am hiểu sao lại đừng xử đại nhân binh đại nhân chỉ đạo càng cường đại vù mã thiên đến càng hiểu rõ điểm này trong số các binh đoàn ở nam minh khô lâu đoàn là xứng đáng với tên đệ nhất chiến đấu trên đường phố cho nên chúng ta phải dùng chiến đấu trên đường phố tới đối phó bọn họ vu mã thiên tai bày ra ta nghĩ đến chỉ là như vậy mọi người cũng suy nghĩ nhiều chút nhìn có cái biện pháp gì tốt vu mã thiên định ra chiến lược tư tưởng lập tức được đến mọi người nhất trí tán thành song binh đoàn tuyệt đối không phải cái gì hạng đơn giản bọn họ mỗi người đều là người già đời hãm hại lừa gạt không chỗ nào không tinh đoàn người ồn ào các loại ý nghĩ xấu xuất hiện tầng tầng lớp lớp chiến đấu trên đường phố a à, vậy cần phải một cái chiến trường tốt địa hình càng phức tạp càng tốt, còn phải đủ lớn, nếu không dung nạp không được bọn họ. Thạch lâm xa châu thì thế nào? Chính là phòng tuyến phải di chuyển về phía sau rồi, nếu như thất thủ sẽ không có thời gian hòa hoãn rồi. Hảo địa phương, nơi đó, bầu trời không có cách nào bay, cả năm đều là bão cát, gió còn lợi hại hơn cả đao, bọn họ chỉ có thể đi trên mặt đất, nơi đó, nếu thất thủ, chúng ta cũng không mặt mũi mà sống rồi. Cũng phải, nhưng là sao để cho bọn chúng tới? Lừa gạt, chúng ta lần trước không phải chạy trốn sao lần này giả bộ trốn bọn họ khẳng định sẽ truy chúng ta có thể trước tiên ở thủy tiên châu bày ra trận thế sau đó giả bộ kinh sợ trốn về thạch lâm xa châu bọn họ khẳng định sẽ truy bọn họ vòng đến cái châu khác thì sao chứ không có cách nào vòng thạch lâm xa châu tại trên dòng vạn lưu chiến hạm không có cách nào đi qua bọn họ cần phải xuyên qua thạch lâm đến cửa biển ở mặt sau phòng tuyến của chúng ta mới được binh đại nhân cái phòng tuyến này kiến lập cũng thật là tuyệt vạn lưu mang dù sao đều là phải tới, chúng ta đây còn phải lừa gạt sao? Đương nhiên phải gạt, không lừa gạt người tới ít. Nga nga có đạo lý. Bên trong phòng họp, một đám gia hỏa trong mắt hiện lên vẻ âm hiểm lục quang, tựa như một đám dã lang xảo trá. Dám coi thường chúng ta sao? Ánh mắt những người này đúng là không ra gì. Bạch Việt bộ dạng uể oải như mới ngủ dậy nói, 20 năm trước hắn đã trở thành một danh tướng, Bạch Nhan binh đoàn dưới trướng cũng là một trong ba hoàng kim binh đoàn ở Nam Vực. Bạch Nha binh đoàn không giống hai Hoàng Kim binh đoàn còn, lại có được truyền thừa, cùng lịch sử từ xưa. Binh đoàn này mới thăng cấp thằng binh đoàn Hoàng Kim được 5 năm. Cuộc đời của Bạch Việt cũng khá thú vị, từ nhỏ tới khi học xong, đều thuộc dạng bướng bỉnh. Hắn là bạn học của Tạ Vũ An, nhưng không được như Tạ Vũ An, giỏi giang đa tài, hắn chỉ luôn chép bài, gian lận thi cử trở thành một trong những học sinh cá biệt nhất của trường học. Nếu không phải do nềm mặt Bạch ra, thì hắn đã sớm bị đuổi khỏi trường đến cả bạch gia cũng không ai nghĩ tới tương lai của bạch gia sẽ dựa vào một kẻ như thế lúc hắn tốt nghiệp cũng đã đủ 16 tuổi hắn trở về nhà ngay lập tức tìm ra chủ xin được thành lập binh đoàn làm ồn ào chỉ vì muốn thành lập binh đoàn cho riêng mình yêu cầu đó rất dễ dàng bị bác bỏ nhưng không nghĩ tới bạch việt không chịu buông tha ý tưởng đó không quản ngày đêm xin xỏ, lão nhẽo bạch gia chủ cùng các trưởng lão không thể chịu nổi đành đồng ý để đuổi tên quỷ này đi không ai coi trọng việc hắn xây dựng binh đoàn vì họ nghĩ bạch việt chỉ có hứng thú nhất thời mà thôi hơn nữa binh đoàn dễ dàng xây dựng như thế sao các vấn đề như tiền nhân lực trang bị không phải là vấn đề thiếu niêu một mười sáu tuổi có thể giải quyết bạch việt dựa vào cái gì để tốt nghiệp gia chủ cùng với các vị trường lão rõ hơn ai hết dù sao cũng chỉ là một cái binh đoàn trên danh nghĩa thôi để cho hắn ngợm cho đã đi không thể tưởng tượng được hắn thật sự xây dựng một binh đoàn gia chủ cùng các trường lão cũng phải kinh ngạc kinh ngạc một chút thôi họ đều cho rằng chỉ có hình thức như trò trẻ con được rồi chỉ cần bọn chúng vui vẻ mà chơi là tốt rồi bạch việt rất to gan dám đem binh đoàn mới xây dựng của mình đi tìm hải tặc để chiến đấu cả bạch gia tất cả đều giật mình vội vàng phái người tìm kiếm khắp nơi không chút kết quả nào hơn nửa năm trôi qua bạch gia cho rằng bạch việt đã gặp bất hạnh thì bạch việt mang theo binh đoàn thương tích để mình trở về như kỳ tích từ đó bạch nhà binh đoàn bắt đầu được lãnh đạo bạch gia chú ý cứ chiến là thắng dù không trải qua trận chiến nổi danh thế gian nhưng kẻ thù của hắn cũng rất nhiều bạch nha binh đoàn không ngừng phát triển mạnh mẽ từ đồng thao binh đoàn lên tới bạch ngân binh đoàn cuối cùng năm trước tiến thân hàng ngũ hoàng kim binh đoàn không ôn hòa cẩn thận như tạ vũ an tính cách bạch việt làm việc mạo hiểm túc trí đa mưu có xưng hào là nam vực chi hồ nhưng thật sự không ai coi trọng hắn ba đại quân của quang minh châu câu thành văn đao thu húc hoa mạc tâm ba đạo đại quân như ba cái mũi tên cùng tiến phía cầu thành văn đao thanh thế lớn ngoại trừ tạ vũ an ở phòng tuyến thứ nhất của nam minh đều sụp đổ chỉ trong một đêm cái này cũng khiến mọi người đều có thể thấy rõ ràng giữa nam minh và quang minh châu có khoảng cách không thể vượt qua mọi người đều thấy tương lai của nam minh rất bi quan việc nam minh rơi vào tay giặc chỉ là vấn đề thời gian thu hút hoa gặp phải nam vực đệ nhất binh đoàn đứng đầu ba hoàng kim binh đoàn thánh tháp binh đoàn đối diện đối thủ nổi danh đã lâu thiếu niên thiên tài hơn người không chút nào rơi vào hạ phong hai bên có qua có lại có thắng có thua mà mặc tâm lại chỉ huy binh đoàn của mình đánh bại hoàng kim binh đoàn nam phong binh đoàn chiến bại tạo ra danh tiếng vượt qua việc phòng tuyến nam minh bị sụp đổ ngay từ đầu không có ai tin tưởng nam minh có thể ngăn cản được đại quan của quang minh châu cũng không ai nghĩ quang minh châu chỉ vì nam minh mà đến quang minh châu gây chiến tranh lớn như thế sao có thể chỉ vì một cái nho nhỏ nam minh toàn bộ người nam vực đều cho rằng mục tiêu của Quang Minh Châu căn bản không phải Nam Minh, mà là toàn bộ Nam Vực. Quang Minh Châu đã có tham vọng với Nam Vực từ lâu. Sau thời gian đầu rối loạn, các thế lực ở Nam Vực rất nhanh có phản ứng, tất cả đều chung tay bảo vệ Nam Vực. Thánh Tháp Binh Đoàn và Nam Phong Binh Đoàn dũng mãnh xuất quân. Nam Vực chiến lược hơi yếu, mọi người ai cũng rõ, đối với Quang Minh Châu có điểm kiêng kỵ. Vì Quang Minh, Châu chỉ xuất ra bà Hoàng Kim Binh Đoàn, thì trên lý thuyết hai bên có lực lượng khá tương đồng. Có lực lượng khá cân bằng như vậy, thì có thể quyết đầu một trận quyết đấu giữa hoàng kim binh đoàn trong lịch sử là cực kỳ hiếm thấy khi nam phong binh đoàn gặp phải chiến bại thiệt hại khá lớn thì toàn bộ nam vực đều hết sức kinh ngạc nếu so sánh lực công kích mạnh mẽ của câu thành văn đao hay so sánh cùng thu hút hoa tài trí hơn người thì mạc tâm chẳng có điểm gì quá nổi bật kết quả kẻ không có gì nổi bật này lại đánh một trận thể hiện thực lực vô cùng mạnh mẽ mạnh nhất trong ba người hoang mang tràn ngập tại nam vực cùng là hoàng kim binh đoàn chính lực hai bên lại chênh lệch lớn như thế không giống như bạch nha binh đoàn chỉ mới lên cấp nam phong binh đoàn là binh đoàn có lịch sử lâu đời không ai có thể tưởng tượng nam phong binh đoàn thảm bại ngay cả nam phong binh đoàn cũng không phải đối thủ của mạc tâm chẳng ai đánh gá bạch việt có thể đánh bại mạc tâm ngày nào cũng có tin tức hết sức bi quan như nam vực đã bại ngay cả việc bạch việt trợ giúp cũng không có nhắc tới thành danh của chúng ta quá thấp đọc xong tin tức mới quan cận bình tĩnh nói hắn là sĩ quan phụ tá của bạch việt một trong những nguyên lão của bạch nha binh đoàn bạch việt thích tự do tự tại quan cận làm việc cẩn thận hai người hợp tác là đúng là không thể chê không sai bạch việt gác chân ở trên bàn cả người không có theo khuôn mẫu nào cả nửa trên bàn nửa dưới ghế giọng lười biếng bị người coi thường như thế sao có thể không để ý bộ dáng ngươi như vậy là để ý sao quan cận cố nén bực dọc mắt trợn trắng rót cho mình một chén trà nóng làm trơn cổ họng mặc tâm không dễ đối phó chúng ta sẽ không đi đối phó hắn bạch việt thuận miệng nói không đi đối phó hắn, quan cận không tự chủ bò chén trà xuống, nhan chán. ngoại trừ chúng ta, không ai có thể chống đỡ được hắn. vì cái gì phải ngăn cản hắn? bạch việt hỏi ngược lại. quan cận ngây ngẩn càng người. quang minh châu nói rồi, mục tiêu của bọn họ là nam minh a. À? quan cận vô ý thức phản bác, không có khả năng, một nam minh không đáng bọn họ xuất động nhiều binh đoàn như vậy. hơn nữa, nếu như là vì nam minh, bọn họ căn bản không cần phải binh phân ba đường. đáng giá hay không đáng giá, chỉ có chính bọn họ biết rõ. Bạch Việt ngáp một cái, hiện tại toàn bộ Nam Vực đều tin tưởng bọn hắn là nhằm về phía toàn bộ Nam Vực, mà tới, sẽ không nghĩ tới, vạn nhất nhân ra thực sự là hướng về phía Nam Minh thì sao chứ? Binh phân ba đường rất dễ giải thích à, chính diện bày không ra nhiều binh đoàn như vậy. Hơn nữa, ngươi xem, hiện tại có người trợ giúp Nam Minh sao? Không có, vì cái gì? Lực lượng của mọi người bị mạc tâm cùng thu hút hòa hấp dẫn rồi. Quan cận mặt lộ vẻ nghiêm trọng, hắn đối với phán đoán của Bạch Việt xưa nay tín phục, cái gia hỏa này tuy rằng nhìn qua không nghiêm chỉnh nhưng mà phán đoán đối với chiến cuộc có trực giác cực kỳ nhạy cảm cơ hồ chưa từng có lầm lỗi chúng ta đi chợ giúp nam minh quan cận không khỏi hỏi không đi bạch việt qua loa hoạt động thân thể một cái nghĩ đến đường thiên đám người kia buồn ngủ trên mặt tiêu thất không ít lộ ra mấy phần cười nhạt quang minh châu cùng nam vực đều quá coi thường thương châu rồi nam minh vừa mới trải qua một trận tan tác quan cận nhắc nhở bạch việt ngay lập tức nói lão đồng học của ngươi đánh được không tệ ta hiểu hắn hắn có bản lĩnh đó bạch việt biểu tình cũng trở nên nghiêm chỉnh hắn là cái loại người này chỉ cần ngươi cho hắn kỳ ngộ hắn nhất định sẽ nắm lấy nam minh tan tác chỉ có thể nói rõ bọn họ là một đám người mới thôi nhưng bọn họ có một vị thống xuất đỉnh cấp thống xuất đỉnh cấp quan cận có chút ngoài ý muốn bạch việt mắt cao hơn đỉnh rất ít khi hắn đánh giá cao một ai như thế bạch việt vỗ chán quên rồi là hai gã quan cận bắt đầu cảm thấy tên này đang đùa mình rồi thống xuất đỉnh cấp thực sự là cải trắng trên đường sao bạch việt nhìn thấy vẻ mặt quan cận không phải quá dễ nhìn đánh cái ha ha không cần tính toán những thứ này rồi nam minh rất yếu nhưng thương châu rất cường quang minh châu cho rằng câu thành văn đao một người là đủ bọn họ khẳng định sẽ chịu thiệt nói thật ta tình nguyện đi đánh quang minh ngũ hổ đi đánh thánh tháp cũng không muốn sống mái với đám người thương châu kia bởi vì thống xuất của bọn họ rất xuất sắc quan cận hỏi lại không bạch việt lắc đầu là mãnh nam một kẻ khó có thể nhận xét hắn không phải quá thông minh nhưng chưa bao giờ sợ hãi không biết sợ hãi không biết lùi bước dù cho nhìn không thấy hy vọng hắn cũng sẽ không buông tha đều sẽ liều mạng phần khí chất hắn mang đến cho thương châu này mới là đáng sợ nhất cho nên ngươi cảm thấy bọn họ có thể ngăn chặn câu thành văn đào gia hỏa mà ngay cả ta đều cảm thấy khó chơi này ánh mắt này là người đang không tin ta sao bạch việt vẻ mặt khó chịu tuy rằng không rõ ngươi vì cái gì đối với bọn họ có lòng tin như thế nhưng hy vọng phán đoán của người chính xác quan cận đã lười tranh cãi cùng cái gia hỏa này rồi hắn gọn gàng dứt khoát hỏi chúng ta bây giờ đi đâu thánh tháp binh đoàn bạch việt vẻ mặt gian trá hoàng kim binh đoàn mới như chúng ta đương nhiên phải cùng theo lão đại ca hơn nữa ngươi không cảm thấy hai đánh một rất dễ chịu sao quan cận ngây người ngẩn ngơ vậy tự tùy ý mặc tâm tiến vào nam vực tiến hắn sẽ không mặc tâm làm người cẩn thận tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm một mình thâm nhập đây không phải là quang minh châu một mình thâm nhập, đừng lui một khi bị chặt đứt Vậy hắn sẽ khóc không thành tiếng rồi Bạch Việt bình thản nói Quan cận lập tức ý thức được tác dụng từ phương pháp này của Bạch Việt Chúng ta cần phải che giấu tung tích Quang Minh Châu đối với Nam Vực thâm nhập rất lợi hại Nếu như chúng ta có thể đột nhiên xuất hiện tại bên sườn thu hút hoa Hắn nhất định sẽ hoảng Ai à nhà, người đã biết rõ rồi Vậy ta không còn chuyện gì rồi Ta ngủ trước Bạch Việt ngáp liên tục, mí mắt rũ xuống Không lâu thì đã ngái o quan cận đã thành thói quen hắn bị cái ý nghĩ lớn mật này của bạch việt kích thích trở nên hưng phấn hận không thể lập tức đi bố trí hắn hiện tại hiểu rõ vì cái gì đường di chuyển của bọn họ kỳ quá như thế hắn nhìn thoáng qua bạch việt đang ngủ cái gia hỏa này lừa tất cả mọi người bạch việt có thể ngủ nhưng hắn không thể ngủ hai người hợp tác bạch việt ra lệnh làm việc chính là quan cận quan cận làm việc cẩn thận tỉ mỉ tinh tế chu đáo rất ít lỗi lầm có thể xảy ra thu hút hoa chúng ta tới rồi ta rất thất vọng. Thanh âm câu thành văn đao lạnh băng, hai con mắt hẹp dài giữ tợn đảo qua chư tướng ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trong phòng tác chiến lặng lăng như tờ, mái tóc trước như mũi dao cắt ra, che khuất nửa con mắt câu thành văn đao, khuôn mặt gầy anh Tuấn mang theo mấy phần yêu dị có chút tái nhợt. Lời hắn nói ngoại trừ lạnh tanh, không có bất cứ cảm tình gì. Một cái phòng tuyến nhỏ bé như thế, vậy mà lại ngăn cản các ngươi ba ngày, khắc lợi phu, cái này là trách nhiệm của ngươi. Khắc lợi phu vội vàng đứng thẳng lên, ngẩng đầu trả lời vâng hắn không có trốn tránh trách nhiệm cũng không có nói cái lý do nguyên cớ gì thất bại chính là thất bại người trước ngồi xuống câu thành văn đao nhìn thoáng qua khắc lợi phu tóc hoa dâm khuôn mặt gầy lạnh nhạt cứng rắn nhu hòa lại một chút ba người khắc lợi phu khẳng tề khác đều là đại tướng dưới trướng trong đó khắc lợi phu theo hắn thời gian lâu nhất thiết lập công lao lớn nhất hơn nữa hắn phi thường lý giải đại tướng số một dưới trướng mình khắc lợi phu là quân nhân điển hình hơn nữa tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cấp thấp. Tạ Vũ An rất mạnh, đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu câu thành văn đao khi nghe đến tin tức khắc lợi phu bị khuất phục. Vâng, khắc lợi phu cũng không có nói lời nói gì khác, lưu loát mà ngồi xuống. Trong con mắt nheo lại của câu thành văn đao hiện lên vẻ tán thường, không cần biết thắng hay bại. Khắc lợi phu chưa bao giờ tìm bất cứ cái lý do gì, hắn cũng chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ mệnh lệnh gì. Một điểm này, dù là khẳng hay là tề khác, cũng không bằng khắc lợi phu thần sắc hắn lại lần nữa trở nên lãnh khốc ngữ khí cũng trở nên sắc bén chúng ta quá lâu không có tác chiến ở ngoài quang minh châu mọi người không quen thuộc hiểu biết của chúng ta đối với nam minh cũng rất có hạn nhưng cái này cũng không phải tìm cớ cho thất bại ánh mắt hắn quét ngang qua toàn trường thắng lợi ta chỉ muốn thắng lợi hiểu chưa trong lòng chư tướng nhất tề lẫm liệt ở mầm đồng ý vâng sĩ khí không tệ không bị tạ vũ an ảnh hưởng quá lớn câu thành văn đao mặt không biểu tình trong lòng âm thầm ước định, tiếp tục nói, ý chí đối phương rất ngoan cường, sẽ không dễ dàng chịu thua, bọn họ định kéo chúng ta vào tiết tấu chiến đấu lâu dài, bọn họ muốn dùng phòng tuyến tạo thành máy xay thịt, cho nên bọn họ hy vọng chúng ta chia binh. Hắn dừng lại một cái, ánh mắt chậm rãi đảo qua chư tướng, thản nhiên nói, chúng ta chia binh. Không ít tướng lĩnh tuy rằng, trên mặt bảo trì chấn định, nhưng kinh ngạc hiện lên trong mắt, rung động nội tâm bọn họ, nhưng ba vị đại tướng khắc lợi phu, khẳng cùng tề khác trên mặt không lộ ra chút nào kinh ngạc. Thời gian, câu thành văn đao lạnh lùng nói, nếu như chúng ta muốn thoát khỏi quấn chiến, chúng ta cần phải như lưỡi dao sắc bén cắt ngang ra châu, đem phòng tuyến của bọn họ triệt để phá hủy, để cho bọn họ căn bản, không có thời gian lần nữa tổ chức vòng tiếp theo phòng tuyến. Ta không kiên trì cùng bọn họ chiến đấu liên miên không dứt, bọn họ đang tại đánh cuộc chúng ta chia binh, như vậy có thể tại trên trình độ nhất định triệt tiêu ưu thế nhân số của chúng ta. Nhưng mà, cái này cũng sẽ gia tăng cơ hội chúng ta phát hiện kẽ hở trên phòng tuyến của bọn họ. Yêu cầu của ta rất đơn giản, các ngươi tiến cùng lúc, xé vỡ đoạn phòng tuyến này. Câu thành văn đào ngữ khí lãnh đạm, con mắt thủy chung nửa híp lại, đột nhiên mở ra, lạnh lẽo như đao mang. Ta tới tấn công tạ vũ an, còn lại giao cho các ngươi, không có vấn đề gì thì đi thôi. Mọi người soạt mà đứng dậy tập thể, thần sắc lẫm liệt, cùng kêu lên tuân mệnh. Mỗi người trong lòng chấn động khó giải thích, đại nhân lại quyết định tự mình động thủ đường thiên mở mắt bất tử kiếm đẩy ra chấn động tinh mịn từng lớp sóng không ngừng mà đào qua thân thể hắn chấn động tinh mịn thâm nhập ở chỗ sâu trong cốt tủy tạp ý bình thường không thể nào loại trừ cũng nhẹ nhẹ từng sợi thẩm thấu đi ra khóc kiếm ấn cường hóa đối với thân thể chậm hơn nhiều so với niêm hoa ấn cùng nội quyền ấn Như hiệu quả của nó lại càng thêm đậm thân thể vốn đã đình chỉ tiến bộ vậy mà lại có tiến bộ Hắn sở dĩ không hề động thân đi tới Phi Mã Thành là bởi vì hắn cảm giác hắn lại đến một cái bình cảnh. Liên tục kịch chiến, tất cả đều là cường giả chiến lược bàng, tầm mắt của hắn mở ra rất lớn, có rất nhiều thể ngộ. Hắn ngồi yên chậm rãi ngẫm lại những thể ngộ này, trạng thái như vậy, hắn không hề xa lạ, trong cuộc đời tu luyện, hắn đã rất nhiều lần gặp tình huống như vậy. Thiên ma lục ấn lĩnh ngộ tam ấn, nhưng cũng phải nói, ngoại trừ nộ quyền ấn, quá trình lĩnh ngộ niêm hoa ấn cùng khóc kiếm ấn hắn có chút mơ hồ lúc trước hắn cảm thấy cái cõi mộng kia nhưng tiểu lam cùng bất tử kiếm đều khiến hắn hiểu ra nhất định không phải giấc mộng đơn giản như thế lẽ nào tất cả trong giấc mộng đều là mình đã trải qua hắn bỗng nhiên nhớ tới quá trình tu luyện thiên sách phá ma thủ hình như cùng việc này có điểm giống ảo cảnh ư chưa từng có nghe nói qua có ảo cảnh lợi hại như vậy à được rồi vấn đề này có chút phức tạp đường thiên đem nó vứt lại đằng sau chu dù có phải cõi mộng hay không nhưng có thể giúp hắn lĩnh ngộ niêm hoa ấn cùng khóc kiếm ấn mỗi chi tiết trong giấc mộng đều rõ ràng như thế ngay cả một ít cảm thụ lúc đó hắn đều ghi nhớ sâu sắc thực sự là chiến đấu gian khổ chàng chiến đấu kia là trận chiến đấu gian nan và tàn khốc nhất mà hắn trải qua từ trước tới nay vô số lần hắn ở sát biên giới sụp đổ nếu như gặp lần nữa hắn cũng không dám xác định mình có thể lại lần nữa giết ra hay không không biết vì sao hắn bỗng nhiên nghĩ tới cảm giác lúc mình ở sát biên giới sụp đổ đó đó chính là một cái điểm giới hạn lúc đó mình hoàn toàn dựa vào bản năng mà chiến đấu. Hắn không có sụp đổ, nhưng cũng không có ly khai cái điểm giới hạn kia. Ngoài dự đoán là đoạn thời gian đó hắn mạnh mẽ khác thường. Thực sự giống như cỗ máy giết chóc. Mọi thủ đoạn, chiêu thức đều được hắn phát huy với giá trị cao nhất. Lúc đó, thiên ma trọng tràm thực sự có sức mạnh vô địch, vượt quá mức bình thường. Chẳng lẽ trạng thái giới hạn mới có thể chân chính phát huy toàn bộ tiềm lực chiến đấu? Cái ý nghĩ này vừa nảy sinh, liền không thể nào ngăn chặn đường thiên hiện tại khoa khát với lực lượng rất điên cuồng không cần biết dùng thủ đoạn gì chỉ cần có thể khiến sức chiến đấu của hắn tăng lên hắn liền chút do dự thử mọi người còn đang chờ hắn nghĩ cách cứu viện hắn còn phải đánh về thánh vực thế nhưng làm sao mới có thể giúp mình tiến nhập trạng thái giới hạn đường thiên không khỏi nhíu mày bây giờ thể lực hắn mạnh mẽ gần như đạt được tình trạng khiến người khác bực bội loại cường độ này không chỉ có bao quát huyết nhục chi lực còn bao quát sinh cơ mạnh mẽ đến cực điểm hắn nuốt quá nhiều sinh mệnh tinh nguyên chiến đấu phổ thông căn bản không thể nào tiêu hao thể lực của hắn bởi vì tốc độ tiêu hao thể lực thậm chí không theo kịp thể lực hồi phục nếu như không phải trong giấc mộng những bảo thạch làm người lùn vô tận giống như thủy triều hắn căn bản không thể nào đạt được điểm giới hạn hắn không khỏi cười khổ hắn không nghĩ có một ngày mình vì thể lực hồi phục quá nhanh mà phiền não trước đây hắn tuyệt đối không thể nào tưởng tượng lẽ nào con đường này không thể thực hiện được sao đường thiên có chút không cam lòng trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác suy đoán của mình có khả năng là đúng thế nào mới có thể khiến thể lực mình sử dụng tới hết chứ vắt hết ốc con mắt đường thiên bỗng nhiên sáng ngời có rồi thần quyền hắn còn có thần quyền mỗi một lần dùng thần quyền không phải đều là mệt muốn chết sao không sai đường thiên lập tức trở nên kích động không nói gì bay lên trời tới một chỗ cao trên đỉnh mây con mắt đường thiên sáng lên như ngôi sao chậm rãi kéo mở quyền thế ầm um vô số pháp tắc tuyến theo bốn phương tám hướng tụ tập tới nắm đấm của hắn vô số dấu ấn biến hóa lướt qua trong lòng hắn quang mang trên nắm đấm càng phát sáng ngời trong nháy mắt liền như thái dương tiêm phong thành sáng lên như ban ngày khí tức kinh khủng của thần quyền quét ngang toàn thành mỗi người đều vô cùng kinh hãi mà nhìn đường thiên trên bầu trời đường thiên cảm nhận được lực lượng bên trong cơ thể mình đang cấp tốc bị lấy đi với tốc độ kinh người huyết nhục suy yếu tinh thần vẫn rất mạnh mẽ hai cảm giác này mâu thuẫn không, còn chưa đủ. Bên trong cơ thể tuy rằng trống rỗng, nhưng vẫn như cũ chưa có đạt được điểm giới hạn. Bất trí bất giác, thân thể hắn đã cường đại tới mức có thể giúp cho đường thiên đánh ra thần quyền. Nhưng khiến hắn khổ não chính là hắn cần phải tiếp tục tìm biện pháp có thể khiến mình tiếp tục tiêu hao thể lực. Còn có thể làm gì? Lại là một lần thần quyền. Đường thiên lắc đầu, thân thể đã vô cùng suy yếu, tuyệt đối không thể nào thừa nhận thần quyền lần thứ hai. Nếu như cưỡng ép sử dụng, mình nhất định sẽ rơi vào hôn mê thậm chí phản phệ. Càng trọng yếu chính là thần quyền biến hóa đã hết. Thần quyền của hắn là căn cứ vào cơ sở quyền pháp mà suy diễn ra toàn bộ biến hóa quyền pháp, sau đó lại ngược hướng nghịch đầy, biến phức tạp thành đơn giản, trung cực quyền pháp đem toàn bộ biến hóa dấu ấn áp xúc tại một quyền. Một quyền này đã không có biến hóa, chỉ có dấu ấn của biến hóa, cũng chính là những dấu ấn biến hóa này hấp dẫn những pháp tắc tuyến phân ly cùng loại với nó. Bởi dấu ấn biến hóa rất nhiều, mới tạo thành hiện tượng hấp dẫn toàn bộ pháp tác tuyến. Nhưng không cần biết lúc trước nó có bao nhiêu dấu ấn biến hóa, khi nó hoàn thành, nó chỉ còn lại có một. Không gian xung quanh đường thiên đông lại, quang cầu trong tay, do vô số pháp tác tuyến tụ tập đồng thời áp xúc đến cực hạn. Còn có thể làm cái gì? Tay phải toàn bộ biến hóa, đều đã viên mãn như hồ nước tràn đầy, cũng không thể dung nạp tiếp được dù là một giọt nước. Ngoại trừ chém ra một quyền này, hắn cũng không thể tiếp tục làm ra bất cứ động tác gì khác. Không, mình còn có tay trái đường thiên bỗng nhiên nhớ lại đúng mình còn có tay trái tay trái có thể làm cái gì thiên ma trọng trảm nộ quyền ấn niêm hoa ấn hay là khóc kiếm ấn một loại pháp ấn có chút xa lạ rồi lại có chút quen thuộc bỗng nhiên xâm nhập đầu óc hắn gần như vô ý thức tay trái hắn kết ấn kết ấn hơi có chút khó khăn nhưng vẫn như cũ rất hoàn chỉnh không linh ấn trong người đáng ngũ thức hắn quen thuộc nhất chính là không linh thức bởi vì không linh thức có thể đề cao trực giác nhưng hắn lại chậm chạp không có lĩnh ngộ không linh ấn một điểm này hắn cũng rất kỳ quái người đá ngũ thức cùng thiên ma lục ấn có mối quan hệ sâu xa được coi là bản thô giáp của thiên ma lục ấn bên trong thân thể bọn nó hình thành năm cái kinh mạch đặc biệt mỗi cái có công dụng kỳ diệu riêng nhưng sau lại đường thiên dùng kiếm qua gió bão rèn luyện thân thể tu luyện ra có linh năng lượng thể trước nay chưa từng có bên trong thân thể toàn bộ kinh mạch đan điền tất cả đều quét sạch không còn biến mất không thấy thiên ma lục ấn cũng tiêu hào chính là huyết nhục tri lực theo thu ấn biến hóa thể lực còn sót lại lập tức bị lấy đi trong nháy mắt khi không linh ấn kết thành thân thể đường thiên chấn động bạch khí nhàn nhạt nhẹ không thể xét lấy hắn làm trung tâm khoách tán ra bốn phía giống như bên tai có một dây cung vô hình căng ra đến cực hạn lặng lẽ bị kích thích một tiếng dây cung vàng đường thiên chậm rãi mở mắt thế giới trước mắt trở nên hoàn toàn khác lạ Công việc này của ngươi là vấn đề mấu chốt quyết định thắng bại của chúng ta trong trận chiến tranh này. Lời nói, làm bộ làm tịch của binh thỉnh thoảng hiện lên tại trong đầu tiểu nhị. Hắn cảm thấy binh chỉ là muốn nghiền ép sức lao động của mình. Lời này 89 phần 10 là lừa mình. Nhưng, chẳng may là thật thì sao? Tiểu nhị không ít lần do dự, nhưng vẫn kiên trì tăng ca thêm giờ, dục ngựa ra roi. Được rồi, chính là kinh sợ như thế. Tiểu nhị vô số lần rơi lệ đầy mặt, sự thực chứng minh so với sự gian trá của binh. Mình thực sự quá non. Sinh hồn cần có thời gian, bí bảo cũng tiêu hao không khác biệt lắm, Tiểu Nhị cân nhắc rất lâu, cuối cùng đem sức lực ở trên phương diện Hắc Kim. Hắc Kim tính năng ưu tú, rất thích hợp chế tác vũ khí, nhưng thích hợp nhất vẫn là chiến hạm vũ khí. Tiểu Nhị liền chú ý vào chiến hạm vũ khí. So với sự phức tạp của hồn bảo, chiến hạm vũ khí kết cấu đơn giản hơn nhiều, đối với người khác mà nói, việc luyện chế rất khó khăn, đối với Tiểu Nhị cũng không phải vấn đề gì lớn, hắn thân có phệ hồn diễm luyện chế hắc kim cực kỳ thoải mái tham khảo lượng lớn kỹ xảo bên trong đoạt xá châu chiến hạm vũ khí do so, tiểu nhị luyện chế ra so với chiến hạm vũ khí bình thường giống nhau nhưng thời gian cùng tinh lực cá nhân của hắn cũng có hạn thời gian lại gấp gáp hắn chỉ có thể luyện chế linh kiện quan trọng những bộ linh kiện khác sao người khác hoàn thành ngay cả như vậy con số khổng lồ như thế hắn vẫn mệt hết sức cũng may cuối cùng đã hoàn thành hắn bỗng nhiên có chút mong đợi lúc tạ vũ an nhận được loạt này vũ khí thì sẽ có biểu tình gì vệ hải cứ điểm nơi đây tiếp tục gia cố một chút chú ý góc độ công kích tiến độ huấn luyện tân binh quá chậm phải nắm chặt thời gian đặt trọng điểm tại việc điều khiển chiến hạm vũ khí tạ vũ an tới phòng tuyến kiểm tra không có dừng lại chút nào đánh một trận thành danh có rất nhiều chỗ tốt như việc binh sĩ sĩ khí tràn đầy như binh sĩ mới bổ sung cũng cùng có vinh quang nhưng trên người tạ vũ an lại không có lưu lại bất cứ vết tích gì hắn trải qua thời gian vô ích cũng nhiều đã quen thói đời nên rất quý trọng những thứ trước mắt này vệ hải cứ điểm trấn giữ tuyến đường nam giáp ý nghĩa chiến lược không cần nói cũng biết tuyến đường nam giáp là một trong những tuyến đường trọng yếu nhất nam vực vệ hải trước đây là một điểm tiếp tế tức viện trên tuyến đường nam giáp sau lại theo tuyến đường nam giáp ngày càng phồn vinh địa vị vệ hải cũng tăng lên không ngừng được phát triển gia cố mới hình thành cứ điểm bây giờ vệ hải cứ điểm là một trong những cứ điểm nổi danh nhất nam vực trải qua mấy đời phát triển, diện tích của nó đang không ngừng tăng lên. Nó do một khối nham thạch nguyên khối đường kính ước bảy dạm tạo thành, chủ thể là hải bối nham thạch. Hải bối nham thạch là một loại nham thạch tương đối thông thường trong năng lượng hải, nó có thể chống lại năng lượng hải ăn mòn rất hiệu quả, nhưng độ cứng của nó cũng không cao, phẩm chất cũng không quá cứng rắn. Khối hải bối nham thạch lớn này được đào rỗng bên trong, lượng lớn tài liệu hiếm không ngừng, được sử dụng tu bổ vào trong đó, làm cho nó càng thêm kiên cố. Thương nghiệp phồn vinh Nam vực không thiếu nhất chính là tiền, giá trị chế tạo vệ hải cứ điểm, thậm chí vượt quá kim tiền cùng thể tích. Đã từng có võ tướng của Quang Minh Châu xưng vệ hải cứ điểm, là một khóa Minh Châu tại Nam vực năng lượng hải, ngầm nhận xét vệ hải cứ điểm chỉ đẹp chứ không có sức mạnh gì. Trầm trọng như vậy thường xuất hiện, lời nói thông thường nhất là vệ hải cứ điểm tốn hao đủ để thành lập ba tòa cứ điểm cùng quy mô. Ngay từ đầu, vệ hải cứ điểm đã như một tòa cung điện xa hoa, mà không phải một tòa cứ điểm kiên cố không gì phá nổi sau khi nam minh thành lập vệ hải cứ điểm cũng rơi vào trong tay nam minh tạ vũ an phụng mệnh đi tới thăm dò xác thực như thế lần đầu tiên tạ vũ an nhìn thấy vệ hải cứ điểm cũng là có ý nghĩ như vậy hỗn tạp lượng lớn kim vân mẫu sau khi lại đúc thành vệ hải cứ điểm nhìn qua càng là xa hoa trói mắt điểm điểm kim tinh giống như ngôi sao từ rất xa đã có thể nhìn thấy làm một tòa cứ điểm không có gì tệ hơn chuyện này trái với vẻ xa hoa chói mắt đến mức có thể trở thành bia ngắm ở ngoài 100 dặm, bên trong vệ hải cứ điểm, vô cùng hỗn loạn, hầu hết đều sử dụng tài liệu quý hiếm để xây dựng, nên nhìn giống như một kho tài phú chứ không phải một tòa cứ điểm. Đã quen với cuộc sống khốn khổ, tạ vũ an lập tức tròn xoe con mắt, gần nửa nguyên liệu hắn biết không thể có để dùng thì giờ này lại chất cả đống trước mắt. Hắn không chút do dự, yêu cầu binh cho quyền được cải tạo, bắt đầu cào tạo lại hẳn hoi. Kim vân mẫu có thể đề cao tính phòng ngự, nhưng quá bắt mắt dễ phát hiện, chỉ cần phủ lên một lớp vữa che đi. Bên trong đào rỗng, sẽ tạo ra không gian rộng lớn, nhưng kết cấu quá giòn nên hắn chuyển tới lượng lớn hắc kim thạch đúc thành 12 cột để chống đỡ. Đảm bảo dù gặp phải công kích mạnh mẽ ra sao, thì cứ điểm sẽ không thể sụp được vào trong. Phân chia lại khu sinh hoạt, khu chiến đấu, tăng thông đạo tiếp viện khi khẩn cấp. Thay đổi lớn như vậy, khiến sức chiến đấu của vệ hải cứ điểm tăng lên rất lớn. Từ một viên minh châu đẹp đã trói mắt đã trở thành một con nhím ảm đạm, rất nguy hiểm nếu đụng chạm vào. Cũng vì Tạ Vũ An cải tạo nên binh giao luôn nhiệm vụ đóng giữ vụ hải cứ điểm cho hắn. Tạ Vũ An không nghĩ tới Quang Minh Châu sẽ xâm lấn, cũng không nghĩ Vệ Hải Cứ Điểm nhanh chóng trở thành lá chắn bảo hộ Thương Châu. Hắn vốn phí sức lực để cải tạo Vệ Hải Cứ Điểm chỉ là bản tính hắn không chịu nổi khi nhìn đống tài liệu bị hoang phí. Hiện tại hắn lại thấy rất may mắn, may mắn có thể theo kịp trận chiến này. Một chiếc vận tải chiến hạm khổng lồ dừng lại, lý nhiên từ trên chiến hạm nhảy xuống hắn bước chân cả nhắc tới trước mặt tạ vũ an quỳ xuống hành lễ tạ đội trường thứ ngài cần đã đến tạ vũ an mặt lộ ra vẻ vui mừng hướng lý nhiên đáp lễ khổ cực rồi lý nhiên là thủ lĩnh hộ vệ của tần ngữ nhiên tại trong trận chiến ở người chi trang viên biểu hiện nổi bật tần ngữ nhiên cảm thấy hắn đi theo bên cạnh mình vô cùng lãng phí nhân tài liền đề cử với đường thiên lý nhiên nhanh chóng trở thành một thành viên dưới trướng đường thiên bởi đùi phải thụ thương lý nhiên cũng không thích hợp chém giết tại tiền tuyến Binh gia hậu cần cho hắn, lý nhiên quen thuộc chiến sự, trình độ xuất sắc, tính cách lại cực kỳ chặt chẽ nghiêm túc, rất nhanh liền được binh tín nhiệm. Từng cái dương lớn vượt lên trước năm trượng cao, chỉnh chỉnh tề tề mà sắp đặt ở bên trong vận tải chiến hạm. Không khổ cực, là chức trách, lý nhiên đưa cho Tạ Vũ An một phần danh sách mời nghiệm thu. Tạ Vũ An sớm đã có chút nghi hoặc, số lượng những vật tư này rất không thích hợp, tựa hồ có phần quá nhiều. Hắn tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua tức thì sững sốt. 200 kiện chiến hạm vũ khí, con số này xa xa vượt quá số lượng hắn đề xuất. Tạ Vũ An rất nhanh phục hồi lại tinh thần, mở ra một cái dương, một kiện vũ khí hắc kim cổ quái hiện ra ở trước mặt mọi người. Nó có hình con thoi, hình dạng giống như một chiếc thuyền nhỏ, đầu thuyền nhỏ vành lên, ở đầu thuyền một phần trang khuyết trẻ ra phía trước, thân thuyền có hai hàng chỗ ngồi, có thể dung nạp 12 người. Nguyệt Ba Luân Binh sĩ bên cạnh tạ Vũ An mỗi người hai mắt tỏa ánh sáng, cái này là chiến hạm vũ khí bọn họ bình thường luyện tập nguyệt ba luân tên hiệu là thuyền nhỏ nguyệt ba luân cần 12 người điều khiển uy lực thật lớn yêu cầu độ thuần thục đối với các loại ba nhận tương đối cao lập tức vang lên tiếng hoan hô tốc nguyệt ba luân này hiển nhiên là cấp trên chuẩn bị cho bọn họ vũ yến binh đoàn am hiểu nhất đó là ba nhận nếu như lần trước có nhiều nguyệt ba luân như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không bị thương vong lớn như thế uy lực chiến hạm vũ khí rất lớn nhưng giá cả đắt đỏ một chiếc chiến hạm gần một nửa thành phẩm đều tại trên chiến hạm khí một tốc nguyệt ba luôn đưa tới này đến hơn hai trăm số lượng này thậm chí vượt qua tổng lượng một chi hạm đội trang bị cũng khó trách bình lính vui vẻ một cách khó giải thích như vậy tại vũ an không có ngăn cản binh sĩ hoan hô ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vầng trang khuyết kia nửa ngày cũng không rời được ánh mắt trang khuyết hiện ra kim sắc nhàn nhạt, nhạt tốc nguyệt ba luân này toàn thân do hắc kim đúc thành đen kịt như mực trang khuyết màu vàng nhạt dị thường dễ thấy hắn quay mặt nhìn về phía một cái mộc dương khác vừa mới mở ra trăng khuyết của nguyệt ba luân bên trong đồng dạng hiện ra kim sắc nhàn nhạt, nhạt lẽ nào trái tim tạ vũ ăn đột nhiên co gực hắn cơ hồ nhanh như hổ đói vồ mồi nhào tới kiểm tra cũng may cũng may không phải hoàng kim cấp nguyệt ba luân xác thực mà nói là chuẩn hoàng kim cấp tất cả bộ kiện của nguyệt ba luân chỉ có vầng trăng khuyết kia đạt được hoàng kim cấp cái bộ kiện khác đều là bạch ngân cấp hắn không biết vì sao trong lòng thở phào nhẹ nhõm 200 cái nguyệt ba luân hoàng kim cấp, vậy thật là đáng sợ, hắn đến bây giờ còn không có gặp qua, nguyệt ba luân hoàng kim cấp chân chính, nhưng hiểu biết cơ bản vẫn phải có, hoàng kim cấp chiến hạm vũ khí, là tuyệt đối không thể sản xuất hàng loạt. Chuẩn hoàng kim cấp chiến hạm vũ khí, đã tương đương hiếm thấy, tạ vũ an rất rõ ràng, trên thị trường, nguyệt ba luân chuẩn hoàng kim cấp giá cả đắt đỏ vô cùng, nhìn xem trước mặt sắp đặt chỉnh tề 200 cái nguyệt ba luân, hắn chỉ có thể cảm khái cấp trên đúng là rất có tiền hắn tiếp tục kiểm tra bỗng nhiên thân thể hắn đột nhiên sững lại khoan đã nguyệt ba luân trước mặt hoàn toàn không giống với thứ bình thường mình dùng loại cảm giác này rất quen thuộc giống như ở đâu cảm thụ qua hắn mở tròn mắt nguyệt tương yến tương tiên không sai chính là khí tức của nguyệt tương yến tương tiên cái kia là tiểu nhị đại nhân luyện chế chẳng lẽ những nguyệt ba luân này cũng là tiểu nhị đại nhân luyện chế kinh ngạc quá nhiều trong lòng hắn càng chấn động một cái ý nghĩ cực kỳ lớn mật đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn lẽ nào những nguyệt ba luân này có thể phối hợp cùng nguyệt tương yến tương tiên tạ vũ an càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng hận không thể lập tức thử một lần nhưng lý nhiên còn tại một bên chờ đợi hắn nghiệm thu hắn liềm chế lại phần xung động này thương châu sản vật hắc kim hắc kim rất thích hợp dùng cho chế tác chiến hạm vũ khí cho nên tạ vũ an mới đề nghị mặt trên đưa tới một nhóm chiến hạm vũ khí để gia tăng sức chiến đấu cho cứ điểm Tuy rằng vệ hải cứ điểm đã cải tạo qua, khá kiên cố và mạnh mẽ, nhưng tạ vũ an biết rõ trách nhiệm của mình lớn ra sao, không dám sơ ý, còn là hướng về cấp trên trình lên phần thành cầu này. Hắn bị 200 cánh nguyệt ba luân chuẩn hoàng kim cấp đưa tới làm chấn kinh. Trong lòng tạ vũ an cảm thán khó giải thích, không nghĩ tới, thương châu lại đã có thể sản xuất nguyệt ba luân chuẩn hoàng kim cấp, tốc độ tiến bộ này thực sự là khiến người ta cứng họng không nói được gì. Hơn nữa, quá có tiền rồi, Binh đại nhân còn có một thứ đưa cho tạ đội trưởng Lý nhiên nói Còn có thứ khác Tạ Vũ An hơi có chút kinh ngạc Nhưng khi hắn nhìn thấy cái dương thì ánh mắt liền không khỏi ngưng tụ Cái dương cao như một người Là do hắc kim chế tạo thành Bên trong là cái gì Tạ Vũ An kiềm chế nghi hoặc trong lòng Mở cái dương ra Kim quang trói mắt tức thì sáng lên bên trong vận tải chiến hạm Mọi người dừng động tác lại Rồn dập quay mặt nhìn về phía kim quang Một bộ kim sắc cụ trang uy nghiêm Lặng lẽ đứng trang nghiêm lão đại tóm được rồi giọng a lãnh lộ ra hưng phấn vô cùng chư tướng vây quanh thạch sâm nghe vậy người nào vẻ mặt cũng vui mừng đuổi theo chú ý không để cho bọn họ cảnh giác thạch sâm rất bình tĩnh hắn không cao hứng quá sớm chinh chiến nhiều năm như vậy kẻ địch quỷ quyệt như thế mới lần đầu tiên gặp được mai thần tú cái tên giống như nữ nhân này là một kẻ ngay cả binh cũng cảm thấy khói giải quyết quang minh châu Sâm lấn binh quyết định rất nhanh lập tức thủ ở phòng tuyến không để ý đến mai thần tú thạch sâm không buông tha nếu chỉ có một mình mai thần tú thì không đáng phí sức như thế nhưng phía sau mai thần tú còn có một nữ nhân đáng sợ nhu phu nhân nhu phu nhân có cảm giác chính trị nhạy cảm thường ở nơi cứ điểm đưa ra kế sách hai người đơn phương hành động sẽ không đáng để lo lắng mai thần tú khách quân tác chiến nòng cốt dưới trướng đều là tướng lĩnh quang minh hải nhưng vẫn không thể thay đổi được bản chất hải tặc hải tặc dù có xuất sắc cũng chỉ là hải tặc nhu phu nhân di chuyển giữa các thế lực luôn tìm được thế lực có thể giúp vào hoạt động, chẳng qua cũng giống gái hồng lâu. Thế nhưng nếu hai người liên thủ liền đủ để khiến người kiêng kỵ. Quang Minh Châu xâm lấn, mỗi thế lực ở Nam vực tâm thần đều hoảng sợ, đúng là cơ hội cho Nhu Phu Nhân thể hiện, chi hải tặc của Mai Thần Tú này, nếu cho hắn tìm được nơi sống yên ổn thì không khác gì để phía sau lưng một cái gai độc bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp chí mạng. Binh cần phải cân nhắc là toàn cục, so với toàn cục, Mai Thần Tú cũng được, Nhu Phu Nhân cũng được, nếu không bằng quang minh châu ba đường tiếp cận nguy hiểm trực tiếp như vậy thạch sâm có cân nhắc của riêng hắn u châu quỷ kỵ bổ sung đại lượng máu huyết mới mẻ sức chiến đấu chỉnh thể không tăng trái lại hạ xuống hắn cần có thời gian và chiến đấu để tôi luyện chỉnh đốn kết hợp lại bạch hải tặc do mai thần tú xuất lĩnh chính là hòn đá mài giao cho quân lính của thạch sâm một nguyên nhân khác đó là phong cách chiến đấu u châu quỷ kỵ chú trọng chính là tính cơ động di chuyển đường dài quấy dày phía sau địch thời kỳ đầu của chiến dịch yêu cầu cấp thiết của nam minh là tạo phòng tuyến ổn định thế cục binh đồng ý thỉnh cầu của hắn thạch sâm liền xuất lĩnh u châu quỷ kỵ bám chặt theo đám bạch hải tặc sự xảo trá của đối phương khiến thạch sâm càng trở nên cẩn thận hắn biết rõ mình chỉ có một lần cơ hội nếu là thất thủ muốn lần thứ hai lần ra được đối phương vậy thì khó càng thêm khó hơn nữa thời gian lưu cho hắn để giải quyết phiền phức này có hạn một khi tiền tuyến báo nguy hắn cần phải xuất lĩnh u châu quỷ kỵ tiến đến trợ giúp thạch sâm tựa như thợ săn lão luyện kiên trì mà cẩn thận xa xa mà theo tại phía sau bạch hải tặc mai thần tú không có nghĩ đến phía sau còn có người truy kích hắn lúc trước chơi trốn tìm đối phương không biết làm gì với hắn làm cho hắn hưng phấn không thôi Nhiều phu nhân cũng không có gợi ý ở trước mặt hắn cho nên khi biết được đại quân quang minh châu xâm lấn nam vực thì hắn vô cùng kinh ngạc nhưng rất nhanh liền nhạy cảm phát hiện được đây là một cái cơ hội tuyệt vời quả nhiên hắn cảm nhận được cổ áp lực như có như không kia biến mất không thấy đại quân quang minh châu tiếp cận nam minh lúc này chẳng ai quản không nổi hắn hắn công kích vài tòa thành thị để thăm dò không có phát hiện tung tích chiến hạm hắn sao có thể nghĩ ra thạch sâm cũng không sử dụng chiến hạm mà mang theo u châu quỷ kỵ trong năng lượng hải lạn lội đường xa đuổi theo không bỏ theo tin tức từ tiền tuyến chuyển đến mai thần tú càng yên tâm đạo thứ nhất phòng tuyến của nam minh đã bị phá hủy tuy rằng đột nhiên xuất hiện võ tướng xuất sắc như tạ vũ an nhưng biểu hiện tổng thể của nam minh cũng không tốt đạo phòng tuyến thứ nhất sụp đổ có nghĩa nam minh nhận áp lực càng lớn hắn có thể tưởng tượng nam minh tiền tuyến nhận áp lực là kinh người cỡ nào được ban cho cơ hội tốt mai thần tú nóng lòng muốn thử hưng phấn khó giải thích tiền tuyến đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của nam minh hậu phương chống trải như mỹ nữ không được bảo vệ khiến người thèm nhỏ rãi phá hoại hắn chỉ cần phá hoại không cần e rè gì phá hoại tuyến tiếp viện của nam minh Phá hoại công xưởng của Nam Minh, không ngừng phá hoại, Nam Minh sẽ không ngừng mất máu. Tuy rằng, hắn không cho rằng Nam Minh có thể chống lại đại quân Quang Minh Châu đi tới, nhưng hành động của hắn có thể làm bước chân chinh phục Nam vực của Quang Minh Châu nhanh hơn rất nhiều. Đây là mục đích của bọn họ. Hắn không có xuất thủ một cách thô lỗ, sau mấy vòng tiến công thăm dò tạo ra kinh hoàng, hắn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Theo tình hình chiến đấu ở tiền tuyến trở nên nguy cấp, hậu phương trống rỗng, hối bánh ga tô màu mỡ này cũng không phải chỉ có mình hắn nhìn chăm chú những kẻ đồng hành với hắn kia cũng đang mài đao soàn soạt đối với hải tặc mà nói hỗn loạn vĩnh viễn là thứ bọn hắn thích nhất nước đục mới có thể tìm cá về phần nam vực có bị công phá hay không đối với bọn họ có quan hệ gì trong đầu bọn hải đạo tham lam đều nghĩ phải làm sao để nhân cơ hội tốt này kiếm một khoản trong lúc nhất thời hoạt động của hải tặc trở nên hung hăng và ngang ngược hỗn loạn phía dưới cục diện kinh hoàng Chi Bạch Hải tạc do Mai Thần Tú chỉ huy này như cá mập ẩn núp tại biển sâu. Hắn chậm rãi tới gần mục tiêu của mình, Thiết Sơn Châu. Thiết Sơn Châu không phải cái lục địa gì, thậm chí hiếm có người biết rõ Tiểu Châu vô cùng bình thường này, lại là vị trí đại bản doanh của nhà cung cấp vũ khí xếp vị trí nam tại Nam Vực, từ ký. Quang Minh Châu thâm nhập Nam Vực đã lâu, sau khi biết được phạm vi Mai Thần Tú hoạt động, hệ thống tình báo của Quang Minh Châu lập tức cung cấp cho hắn một phần danh sách mục tiêu trọng yếu, mà bên trong phần danh sách này Mai Thần Tú cân nhắc một hồi, cuối cùng lựa chọn Thiết Sơn Châu. Từ ký là một trong những thành viên trọng yếu của Nam Minh, hơn nữa với thân phận thương gia vũ khí, tuyệt đại đa số vũ khí của Nam Minh đều do họ cung cấp. Mai Thần Tú rất bình tĩnh, dù cho tiền tuyến đẩy mạnh thuận lợi, nhưng hắn không cho là trận chiến tranh này có thể kết thúc ở trong khoảng thời gian ngắn, đây là một trận chiến chinh phục, đối với Nam vực mà nói, bọn họ không có đường lui, nhất định sẽ liều mạng chống lại. Từ xưa đến nay, chiến tranh chinh phục luôn luôn dẫn đến dân bản xứ kịch liệt chống lại. Nếu như có thể phá hủy nguồn vũ khí của Nam Minh, nhất là căn cứ chế tạo vũ khí, đối với Nam Minh, không thể nghi ngờ chính là điểm chí mạng. Đả kích này trong thời kỳ đầu sẽ không thể hiện rõ, khi tình hình chiến đấu duy trì liên tục một thời gian, trang bị tiếp viện không đủ, ảnh hưởng đối với chiến cuộc liền dần dần hiện rõ, hơn nữa ảnh hưởng này sẽ duy trì thời gian khá dài. Bất luận tạo một căn cứ vũ khí nào đều không phải ngắn hạn có thể hoàn thành. Cái này là chính xác là hút máu không tính tới ý nghĩa chiến lược thiết sơn châu phòng ngự yếu cũng là một trong nguyên nhân quan trọng khiến mai thần tú động tâm thiết sơn châu chỉ có một binh đoàn đóng giữ lại là binh đoàn của nhà tử ký trong hệ thống tình báo của quang minh châu đưa ra đánh giá chi thiết sơn binh đoàn này được hình dung chỉ là một đám thương nhân ăn mặc trang bị xa hoa cũng đến lúc cần phải tiếp tế một phen rồi nghĩ tới vũ khí trồng chất như núi mai thần tú muốn chảy nước miếng chi bạch hải tặc hắn chỉ huy nòng cốt đều là tinh nhuệ quang minh châu nhưng tình huống trang bị rất ít hỏi đương nhiên đối với hải tặc trang bị hiện tại đã đủ khiến mọi người cảm thấy mỹ mãn nhưng đối với mai thần tú dã tâm bừng bừng mà nói là không đủ hát không phải đến xem náo nhiệt chỉ có thể hy vọng vũ khí của tử ký thật sự hoàn mỹ như nhà bọn họ tuyên truyền trong tầm mắt cứ điểm cửa biển càng ngày càng gần bọn họ cấp tốc tới gần nhưng cứ điểm nhưng không có vang lên bất cứ cảnh báo gì đối phương giống như không có phát hiện bọn họ mai thần tú biết rõ là nội ứng thâm nhập và đang tiếp ứng bọn họ nhưng nhìn thấy cửa biển càng ngày càng gần trái tim hắn như cũ không sao ngăn được mà nhảy lên hắn kìm lòng không động nín thở hạm đội lặng yên đi tới năng lượng hải thâm trầm tối đen vô cùng yên tĩnh chỉ có cuồng sáng cực xa tản ra màu da cam nhàn nhạt theo cửa sổ chiến hạm phóng ra chiếu đến cái này đại khái là một trận đánh trọng yếu nhất cuộc đời mình à